Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 102. Hư vô bên trong, Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu hai người nhìn chằm chằm thông đạo bên trong hình ảnh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thiên Mộ thần hoa khí tức cũng đã hiển lộ ra ngoài, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có người tiến vào Chiến Hồn Đại Lục, nếu là thiên thần cảnh tiến vào cũng liền thôi, Tiêu Phàm chí ít còn có sức chống cự, dù sao hắn hiện tại cũng đã đột phá đến thiên thần trung kỳ. Nhưng là, nếu có siêu việt thiên thần cảnh cường giả tiến vào, dù là Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lui tránh, hắn còn không cuồng vọng đến cùng trong truyền thuyết cổ thần một trận chiến. Hư vô liệt phùng không phải có thể tự động khép lại sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, trầm giọng nói. Thần Thiên Nghiêu đắng chát cười nói, điện chủ chỗ độ vô lượng thần lôi kiếp xé mở hư không, hơn nữa còn là Chiến Hồn Đại Lục tinh không cổ lộ, đoán chừng trong thời gian ngắn là không thể nào khép lại. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu không cách nào thời gian ngắn nhường hư vô khép lại, vậy liền phải nghĩ biện pháp phòng ngự. Quay đầu Tiêu Phàm lại nhìn về phía Chiến Hồn Đại Lục vị trí, thánh khiết vô hạ thiên mộ thần hoa đang tại chậm rãi nở rộ, muốn hoàn toàn nở rộ, đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, thái cổ thần giới người nhất định sẽ tiến vào Chiến Hồn Đại Lục, thiên mộ thần hoa cũng nhất định sẽ lấy được rất nhiều người tranh đoạt. Phải biết, thiên mộ thần hoa hàm chứa hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, Tiêu Phàm tự nhiên muốn lấy được, bất quá bây giờ nhìn đến, muốn lấy được thiên mộ thần mộ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhìn đến, phải nghĩ biện pháp mới có thể thúc thiên mộ thần hoa. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lập lòe nói. Không cách nào làm cho hư vô liệt phùng khép lại, cũng chỉ có thể từ Chiến Hồn Đại Lục nghĩ biện pháp. Hô, coi như Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một đạo áo đen thân ảnh từ hư vô liệt phùng bên trong bay bắn mà tới, một trương trắng bệch mà lạnh lùng khuôn mặt in vào Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu trong đầu. Ân, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, không chờ hắn lấy lại tinh thần, áo đen thân ảnh lập tức đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Rất hiển nhiên, áo đen thân ảnh chính là vừa mới bị thái cổ thần giới Lưu Vân Tông truy sát hắc y nhân, hắn một đầu lại vào hư vô liệt phùng bên trong, liền xuất hiện ở nơi đây. Làm Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu nhìn thấy hắc y nhân một sát na kia, hắc y nhân cũng vừa mới bắt gặp Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu, con người hơi hơi co rụt lại. Hắn một tay bưng bít lấy ngực, quay người liền chuẩn bị đào tẩu, bất quá vừa mới động khí, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun đi ra, sắc mặt càng thêm trắng bạch, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Trước đó hắn liền thụ bị thương rất nặng, vẻn vẹn dựa vào cường đại ý chí kiên trì, có thể cái này cũng đã là hắn cực hạn. Thái cổ thần giới người, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới vậy mà liền nhanh như vậy gặp gỡ thái cổ thần giới tu sĩ, bất quá nhường hắn thất vọng là, đối phương chỉ là một cái chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Có vẻ như thụ thương, Thần Thiên Nghiêu cũng gật gật đầu nói, cũng không quá mức để ý cái kia hắc bào nhân. Không chỉ là thụ thương, mà lại còn trúng kịch độc, đoán chừng tuổi thọ chỉ còn lại không đến nửa tháng. Tiêu Phàm con ngươi nhàn nhạt nhìn xem hắc y nhân nói. Hắc y nhân nghe được Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu nói, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, chính hắn đau nhức khó mà chịu đựng, hai người này ngược lại tốt, vậy mà tại chuyện trò vui vẻ. Bất quá hắc y nhân nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ không có đối phó hắn dự định, cũng buông lỏng một hơi. Vừa mới đi ra mấy bước, hắc y nhân lại cũng không chịu nổi, trực tiếp đã hôn mê. Mang theo a, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, quét hắc y nhân một cái nói. Hắn đều đã nhanh chết, mang theo còn có làm được cái gì? Thần Thiên Nghiêu nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nếu từ thái cổ thần giới tiến đến, nghĩ đến cũng quen thuộc cửa ra này chung quanh thế lực, trước biết một cái cũng là chuyện tốt, hắn không phải còn chưa có chết sao? Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Ách, Thần Thiên Nghiêu 10 điểm im lặng, bất quá cũng không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, vội vàng đi theo Tiêu Phàm hướng về Chiến Hồn Đại Lục bay đi. Việc này, Chiến Hồn Đại Lục Đông Hải lại phát sinh một kiện đại sự. Làm Tiêu Phàm rời đi về sau nửa ngày không đến thời gian, một cỗ khí thế đáng sợ cuốn tới, Đông Hải đều nhấc lên từng đạo sóng biển, Tu La Điện đám người nhao nhao bước ra khoang thuyền. Người nào? Đám người kinh hãi nhìn xem không trung, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy không trung phía trên, một đạo áo bào trắng thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đó là một cái tóc trắng bạch mi lão giả, rất có tiên phong đạo cốt. Hắn đứng chắp tay, lẳng lặng đứng ở đó,
vẻn vẹn khí thế, liền ép tới đám người không thở nổi. Thiên thần cảnh, Diệp Thi Vũ đám người đi đến đầu thuyền, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tóc trắng lão giả. Tiêu Phàm không ở, Diệp Thi Vũ xem như hồn tộc tộc trưởng, Tu La Điện điện chủ phu nhân, tự nhiên muốn cái thứ nhất đứng đi ra. Không biết tiền bối cần làm chuyện gì, Diệp Thi Vũ nhìn xem không trung khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim đám người đứng ở Diệp Thi Vũ bên cạnh, đề phòng nhìn xem lão giả phát ra khí tức chấn áp bọn họ, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Đem Tiêu Phàm giao đi ra, tóc trắng lão giả thần sắc lạnh nhạt nói, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy tóc trắng lão giả, khẳng định có thể nhận ra, lão giả chính là truyền thừa điện điện chủ, đồng thời cũng là hắn Tiêu gia tiên tổ Tiêu Thần Võ. Bất quá Tiêu Phàm đối với hắn cái này tiên tổ nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí có thể nói là sinh tử cừu địch, Tiêu Thần Võ nghĩ giết hắn, hắn cũng đồng dạng muốn giết Tiêu Thần Võ. Phu quân đang lúc bế quan, còn mời tiền bối kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Thi Vũ nghe được đối phương là tìm đến Tiêu Phàm, trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, bất quá nàng vẫn là áp chế một cách cưỡng ép trong lòng cả kinh nói. Bế quan, Tiêu Thần Võ cười nhạt một tiếng. Hắn là đang trùng kích thiên thần cảnh đi, đáng tiếc, hắn đoán chừng cả một đời đều không thể đột phá thiên thần cảnh. Tiêu Thần Võ ngữ khí 10 điểm chắc chắn, hắn cũng đã thu đến hắn tàn niệm tin tức, tại Tiêu Phàm sắp đột phá thiên thần cảnh thời khắc, đánh lén Tiêu Phàm thành công. Tiêu Phàm người bị trọng thương, muốn đột phá thiên thần cảnh, trong thời gian ngắn hoàn toàn là không thể nào sự tình. Đây cũng là hắn chạy đến nơi đây nguyên nhân, bởi vì bây giờ là bắt sống Tiêu Phàm tốt nhất cơ hội. Đương nhiên, dù là Tiêu Phàm thực đột phá thiên thần cảnh, Tiêu Thần Võ cũng sẽ không e ngại Tiêu Phàm. Một cái vừa mới đột phá thiên thần cảnh người, còn không đủ để uy hiếp được hắn, sở dĩ đối phó Tiêu Phàm, chỉ là không muốn nhiều một cái không ổn định nhân tố mà thôi. Diệp Thi Vũ đám người nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, chẳng lẽ Tiêu Phàm gấp gáp như vậy mang theo thần thiên nghiêu rời đi, là cùng Tiêu Thần Võ có quan hệ. Không đợi Diệp Thi Vũ bọn họ mở miệng, Tiêu Thần Võ tiếp tục nói, lão hủ cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi hao tổn, ta đếm 3 tiếng, Tiêu Phàm nếu không được xuất hiện, cái kia các ngươi giống như già hủ đi thôi, bất quá quay đầu khả năng liền không phải lão hủ tìm đến Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm tự mình tiến tới tìm lão hủ. Ngươi là Tiêu Thần Võ? Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, lập tức đoán được Tiêu Thần Võ thân phận. Minh Yểm đã chết, Giả Cửu U cùng Chiến Luân Hồi cũng không phải là cái bộ dáng này. Muốn đối phó Tiêu Phàm người bên trong, cũng chỉ có chưa từng thấy qua Tiêu Thần Võ. Nhận ra Tiêu Thần Võ thân phận, Diệp Thi Vũ không khỏi nắm nắm trong tay bình ngọc này là Tiêu Phàm giao cho Diệp Thi Vũ, bàn giao nàng không đến mấu chốt thời điểm không thể mở ra. Diệp Thi Vũ mặc dù không biết trong bình ngọc có cái gì, nhưng nàng biết rõ, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Có lẽ, phu quân đã sớm đoán được Tiêu Thần Võ trở về a. Diệp Thi Vũ trong lòng nghĩ thầm, chính là lão hủ, Tiêu Thần Võ thần sắc như thường, u sâm con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thi Vũ bọn họ vị trí, nói, nhìn đến, Tiêu Phàm là sẽ không đi ra. Dứt lời, hắn cũng sẽ không đếm ngược, trực tiếp nhô ra một cái bàn tay hướng về Diệp Thi Vũ bọn họ vị trí chụp tới. Tiêu Thần Võ thân làm thiên thần cảnh cường giả, mà lại còn không phải phổ thông thiên thần cảnh, phát ra uy thế vô cùng đáng sợ. Như thế nào Diệp Thi Vũ bọn họ những người này có thể ngăn cản? Nhìn qua cái kia gào thét mà tới bàn tay, tất cả mọi người chỉ cảm giác lưng phát lạnh, trong đầu chỉ muốn Tiêu Phàm có thể đến kịp. Thế nhưng là, Tiêu Phàm mỗi lần đều có thể tại mấu chốt thời điểm chạy đến sao? Tiêu Thần Võ thân làm thiên thần cảnh cường giả, hơn nữa đoán chừng thực lực sớm đã vượt qua thiên thần cảnh tiền kỳ, ở đây người, nhưng không có mấy người là đối thủ của hắn. Vẻn vẹn nhô ra một cái bàn tay, tất cả mọi người thân hình đều có chút bất ổn, đồng thời linh hồn cũng bắt đầu phát run lên. Diệp Thi Vũ nắm chặt trong tay bình ngọc, tiện tay chuẩn bị gỡ ra nắp bình. Lăng Phong, Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất mấy người không chút do dự đứng ở Diệp Thi Vũ trước người, dù là bọn họ biết rõ không phải Tiêu Thần Võ đối thủ, cũng không có bất cứ chút do dự nào cùng e ngại. Mắt thấy cái kia bàn tay sắp tới gần. Lăng Phong bọn họ trên người toàn bộ đều chán phóng toàn bộ khí thế, đáng tiếc, bọn họ cùng Tiêu Thần Võ ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn, căn bản không phải cùng một cấp độ.
Còn chưa xuất thủ, mấy người trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay. Run rế, Tiêu Thần Võ lạnh rên một tiếng, hắn trong con ngươi lộ ra nồng đậm khinh thường. Nếu như hắn biết rõ Minh Yểm bị giết, Dạ Cửu U linh hồn bị diệt, có lẽ cũng liền sẽ không như thế phách lối. Bất quá Tiêu Thần Võ căn bản không biết việc này, hắn chỉ biết rõ Tiêu Phàm từ thiên địa lao ngục bên trong đi ra, chuẩn bị đột phá thiên thần cảnh lúc bị hắn tàn niệm đánh lén thành công. Hiện tại thế nhưng là đối phó Tiêu Phàm cơ hội tốt, đương nhiên, hắn đến nơi này, giết Tiêu Phàm chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là muốn từ Tiêu Phàm trong tay lấy được mộ bia. Chỉ cần hủy đi mộ bia, hắn Tiêu Thần Võ liền có thể tiến vào thiên địa lao ngục, chiếm lấy Tu La Vương truyền thừa. Nếu như Tiêu Thần Võ biết rõ, thiên địa lao ngục căn bản liền không có cái gọi là Tu La Vương truyền thừa, có lẽ liền sẽ không như thế nghĩ. Vài vạn năm đến, hắn một mực lừa gạt thế nhân, đùa giỡn lịch đại Tu La Điện, nhưng hắn không biết là, hắn Tiêu Thần Võ từ ngay từ đầu liền bị Thần Vô Tận đùa giỡn. Đừng nói hắn căn bản không cách nào tiến vào thiên địa lao ngục, coi như hắn có thể đủ tiến vào, cũng căn bản không có khả năng lấy được Tu La Vương truyền thừa. Nói đến cùng, hắn Tiêu Thần Võ cũng vẻn vẹn chỉ là Thần Vô Tận mộ nô mà thôi. Thi Vũ, mau lui lại, Lăng Phong hét lớn, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản Tiêu Thần Võ, chỉ có thể nhường Diệp Thi Vũ rút đi. Bất quá, Diệp Thi Vũ căn bản không có rút đi ý tứ, làm cái kia bàn tay cự ly bọn họ chỉ có mấy trượng thời khắc, nàng đỉnh lấy to lớn áp lực bỗng nhiên mở ra trong tay bình ngọc nắp bình. Oanh, một thoáng thời gian. Hư không một tiếng nổ vang, mấy đạo huyết sắc quang mang đột nhiên từ trong bình ngọc xông ra, đón lấy Tiêu Thần Võ một trưởng kia, hư không đều bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Thần Võ một trưởng bị cái kia mấy đạo huyết sắc lưu quang xuyên thủng, hóa thành một trận gió lốc bao phủ tứ phía bát phương. Được cứu, Tu La Điện tu sĩ toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi, ngay sau đó cuồng hỉ vô cùng. Tiêu Thần Võ thế nhưng là thiên thần cảnh cường giả, vậy mà còn có người có thể ngăn trở hắn một kích kia, chẳng lẽ là trước đó ngăn trở Minh Yểm cái kia lão giả xuất thủ. Tiêu Thần Võ lông mày hơi nhíu, cái kia đạm mạc trên mặt rốt cục phát sinh một chút biến hóa. Hắn rất rõ ràng, có thể ngăn trở hắn một kích, mặc dù vừa mới chỉ là tùy ý một kích, nhưng chí ít cũng phải là thiên thần cảnh mới có thể ngăn ở. Tu La Điện nắm giữ thiên thần cường giả. Không đám người nhóm lấy lại tinh thần, tại Diệp Thi Vũ trước người, bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết bào thân ảnh, đó là một cái khôi ngô nam tử trung niên, trên người tản ra cuồng bạo huyết khí, hiển nhiên vừa mới đột phá không được lâu. Chọc Thiên Hồng tiền bối, Lăng Phong bọn họ liếc mắt liền nhận ra đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, vừa mới ra tay chính là Chọc Thiên Hồng. Chỉ là Chọc Thiên Hồng lúc trước không phải liền bọn họ đều không bằng à. Làm sao hiện tại cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh. Kỳ thật, Chọc Thiên Hồng sớm tại mấy ngày trước liền đã đột phá đến thiên thần cảnh, chỉ là khí tức còn có chút bất ổn mà thôi. Tiêu Phàm tự biết bản thân muốn độ thần kiếp, không biết bao lâu mới có thể trở về, hắn cũng dự tính Tiêu Thần Võ trong đoạn thời gian này sẽ tìm hắn để gây sự, cho nên tại rời đi thời khắc, nhường Chọc Thiên Hồng tiến vào trong bình ngọc, đề phòng vạn nhất. Có Chọc Thiên Hồng cái này thiên thần cảnh tỏa chấn. Coi như Tiêu Thần Võ đến, cho dù không phải là đối thủ, cũng hẳn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Thiên thần cảnh tiền kỳ, Tiêu Thần Võ mị mị hai mắt, hắn cảm giác sự tình có vẻ như vượt qua hắn đoán trước, Tiêu Phàm bên người vậy mà cũng đã nắm giữ thiên thần cảnh tu sĩ. Nếu như hắn biết rõ Minh Yểm bọn họ bị giết sự tình, có lẽ liền sẽ không như thế bình tĩnh. Trừ Chọc Thiên Hồng bên ngoài, còn có Thần Thiên Nghiêu cái này uy tín lâu năm thiên thần cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cũng nắm giữ thiên thần cảnh chiến lực. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Phàm cũng đã nhất cử đột phá thiên thần cảnh trung kỳ, dù là chính diện gặp gỡ Tiêu Thần Võ cũng không có bất luận cái gì e ngại. Thiên thần cảnh tiền kỳ mà thôi, cũng muốn ngăn lão hủ. Tiêu Thần Võ khinh thường cười một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn thân hình lóe lên, lăng không tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Chọc Thiên Hồng trước người. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì Tiêu Thần Võ thi triển ra đến là Thái Huyền Thần Du Bộ, hơn nữa cũng đã đi đến đệ nhị cảnh. Lão đồ vật, đừng nói nhảm nhiều như vậy, muốn giết phu nhân, có năng lực liền từ ta thi thể bên trên bước qua đi.
Trọc Thiên Hồng lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, mấy đạo huyết sắc lưu quang từ hắn trên người lần nữa nở rộ. Cái kia huyết sắc lưu quang tại quấn quanh lấy Tiêu Thần Võ một sát na kia, mang theo mảng lớn mưa máu, biến yêu diễm đỏ thắm. Ngươi là đầu kia Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Tiêu Thần Võ sắc mặt hơi đổi một chút, đằng đằng sát khí nói. Nếu như Trọc Thiên Hồng chỉ là phổ thông thiên thần cảnh tu sĩ, dù là hắn là thiên thần cảnh trung kỳ, Tiêu Thần Võ cũng sẽ không đem hắn đặt ở trong lòng. Nhưng là, Trọc Thiên Hồng cái kia quỷ dị năng lực, lại là Tiêu Thần Võ kiêng kỵ nhất, hắn sống vài vạn năm, thiếu nhất chính là thọ nguyên. Trọc Thiên Hồng vừa mới một kích, liền chí ít chiếm lấy hắn hơn trăm năm huyết khí cùng thọ nguyên, nếu như không thể nhất kích tất sát Trọc Thiên Hồng, hắn Tiêu Thần Võ cũng chưa chắc có thể hao tổn ở. Đúng thì thế nào, Trọc Thiên Hồng ngữ khí rất lạnh, thậm chí còn lộ ra một tia khinh thường. Đột phá thiên thần cảnh, nhưng niềm tin của hắn bạo tăng, đừng nói Tiêu Thần Võ chỉ là thế hệ trước thiên thần cảnh cường giả, chính là hắn khí huyết hùng hậu, Trọc Thiên Hồng cũng có thể mài chết hắn. Đúng liền chết a, Tiêu Thần Võ quát khẽ một tiếng, chẳng những cũng không lui lại, ngược lại cực tốc theo vào, bàn tay chẳng biết lúc nào biến thành một cái đen kịt móng vuốt, xông thẳng Trọc Thiên Hồng mi tâm mà tới. Lão đồ vật, người vậy mà đánh lén. Trọc Thiên Hồng gầm thét, mấy cái xúc tu vung ra, điên cuồng ăn cắp Tiêu Thần Võ trên người huyết khí cùng thọ nguyên. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, đem phiến chiến trường này tặng cho hai đại thiên thần cảnh cường giả. Phốc, Tiêu Thần Võ hắc chảo xé mở Trọc Thiên Hồng mấy cái xúc tu, hư không huyết phụ tràn ngập, cái kia móng vuốt lộ ra vô tận sắc bén chi khí, không ngừng hướng về Trọc Thiên Hồng mi tâm tới gần. Cái này lão đồ vật đây là không giết ta thề không bỏ qua a. Trọc Thiên Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng liền dựa vào cái kia quỷ dị năng lực có thể siêu việt người khác một trận chiến mà thôi. Nhưng nếu như luận chân chính thực lực, Trọc Thiên Hồng cùng Tiêu Thần Võ ở giữa chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Bành bành bành, Trọc Thiên Hồng mấy cái xúc tu đứt gãy, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, cũng may hắn trọng sinh năng lực không phải bình thường cường đại, mấy đầu xúc tu rất nhanh trọng sinh, lần nữa giết ra ngoài. Trọc Thiên Hồng trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, Tiêu Phàm nhường hắn lưu lại bảo hộ Tu La Điện, hắn tự nhiên không có khả năng như vậy nhượng bộ. Bây giờ hắn có thể đủ làm, chính là điên cuồng ăn cắp Tiêu Thần Võ thọ nguyên cùng huyết khí, sau đó tìm cơ hội cùng Tiêu Thần Võ chiến đấu xuống dưới, thẳng đến Tiêu Phàm trở về. Nho nhỏ thiên thần cảnh tiền kỳ, cũng dám ở lão hủ trước mặt phách lối, chỉ cần giết ngươi, sau đó đem ngươi nuốt, ta huyết khí cùng thọ nguyên chẳng những sẽ không giảm bớt, ngược lại còn sẽ tăng nhiều. Tiêu Thần Võ ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Trọc Thiên Hồng kinh biến, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần Võ vậy mà ôm lấy dạng này ý nghĩ, đây là muốn cùng hắn liều mạng a. Trong nháy mắt thất thần, Tiêu Thần Võ lợi chảo lập tức đi tới Trọc Thiên Hồng trước người, Trọc Thiên Hồng con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ tử vong uy hiếp lập tức bao phủ hắn. Ta muốn chết, Trọc Thiên Hồng trong lòng kinh khủng vô cùng, trên mặt đều là không cam lòng. Thật vất vả siêu việt đã từng đỉnh phong lực lượng, đột phá đến thiên thần cảnh, nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân vẫn là muốn chết ở chiến hồn đại lục. Nếu như tại vạn năm trước đó chết, hắn Trọc Thiên Hồng cũng không có cái gì, bởi vì hắn đã sớm cho rằng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể mấu chốt là Tiêu Phàm cho hắn sống sót cơ hội, mà lại còn nhường hắn đột phá đến thiên thần cảnh, hắn lại làm sao có thể cam tâm chết ở nơi này đâu. Ầm vang! Ngay tại giờ phút này, một cỗ cuồng bạo bạo liệt thanh âm từ phía chân trời truyền đến, bốn phía đám người chỉ cảm giác thân thể rung động không ngừng, liền hư không đều không ngừng đung đưa. Thật là khủng khiếp khí tức, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc nhìn xem Trọc Thiên Hồng vị trí. Lại là nhìn thấy, một đạo hắc ảnh từ trong hư vô nhô ra, lập tức xuất hiện ở Trọc Thiên Hồng trước người, người kia trực tiếp một quyền đánh phía Tiêu Thần Võ móng vuốt. Ngay sau đó, ầm vang không dứt bạo hưởng truyền đến, hư không xé rách, hư vô chi lực bắn ra bốn phía, tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Vậy mà ngăn trở, có người lên tiếng kinh hô, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiêu Thần Võ lực lượng biết bao đáng sợ, liền Trọc Thiên Hồng cũng đỡ không nổi, lại còn có ai có thể ngăn trở Tiêu Thần Võ đâu. Chẳng lẽ là Tiêu Phàm? Đây là tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ, bởi vì mỗi lần mấu chốt thời điểm. Đều là Tiêu Phàm kịp thời chạy tới. Bất quá,
Làm bọn họ nhìn thấy ngăn trở Tiêu Thần Võ là một cái hắc y nhân lúc, không ít người trên mặt đều là vẻ không thể tin, bởi vì người kia cũng không phải là Tiêu Phàm. Đó là, Lăng Phong bọn họ con người hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ nhận ra ngăn trở Tiêu Thần Võ hắc y nhân là ai, chính là trước đó cứu bọn họ một mạng hắc y nhân, Thần Thiên Nghiêu. Thiên thần hậu kỳ, Tiêu Thần Võ trong đôi mắt bỗng bắn ra một đạo nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Hắn thực sự nghĩ không ra, cái này lại là từ nơi nào nhô ra thiên thần cảnh cường giả. Thiên thần hậu kỳ a, cho dù hắn Tiêu Thần Võ, cũng vẻn vẹn ở vào cái này cảnh giới mà thôi, muốn đột phá thiên thần đỉnh phong, một mực không biện pháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà người trước mắt tu vi vậy mà không kém với hắn, hơn nữa rõ ràng là tu la điện người, bằng không cũng không có khả năng cứu chọc thiên hồng. Nghĩ vậy. Tiêu Thần Võ trong lòng một cái lộp bộp, tổng cảm giác bản thân kế hoạch muốn thất bại một dạng. Tiêu Thần Võ dùng hết toàn lực một trường đẩy lui Thần Thiên Nghiêu, sắc mặt biến vô cùng âm trầm, vừa mới một trường, hắn liền đã thăm dò ra đối phương thực lực, bằng vào hắn một người, muốn giết chết đối phương rất khó. Nếu như lại tăng thêm một cái chọc thiên hồng, hắn Tiêu Thần Võ khả năng liền phải bị thua thiệt. Tiêu Phàm thủ hạ làm sao sẽ cầm giữ có nhiều như vậy cường giả? Tiêu Thần Võ thần sắc vô cùng lạnh lùng, hắn chỉ bất quá là một cái chiến thần cảnh mà thôi, có tài đức gì nhường thiên thần cảnh hậu kỳ làm thuộc hạ. Đừng nói Tiêu Thần Võ nghĩ không ra, Dạ Cửu U cũng đồng dạng nghĩ không ra, thậm chí ở đây tu sĩ đều không hiểu. Khụ khụ, lúc này, một trận ho nhẹ tiếng từ hậu phương bong thuyền truyền đến, lập tức hấp dẫn Tiêu Thần Võ cùng những người khác lực chú ý. Tiêu Phàm, Tiêu Thần Võ nghiến răng nghiến lợi. Thần sắc băng lãnh nhìn xem ho khan áo bào đen thanh niên, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Giờ phút này Tiêu Phàm, sắc mặt trắng bệch, con người vằn vện tia máu, thân thể lung lay sắp đổ, một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng, rõ ràng là bị thương nặng biểu hiện. Phu quân, Diệp Thi Vũ bọn họ vội vàng đi qua, lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm lại ho khan mấy tiếng. Bàn tay bưng bít lấy miệng, khi hắn vươn ra bàn tay thời khắc, lại là phát hiện lòng bàn tay nhiều một đoàn máu tươi dấu vết. Tiêu Thần Võ nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, trong lòng cười lạnh không thôi, bị lão hủ tàn niệm đánh lén không tốt thụ đi, trong vòng mấy năm, ngươi đừng nghĩ đột phá thiên thần cảnh. Nếu như Tiêu Phàm thẳng đến Tiêu Thần Võ ý nghĩ, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường, hắn hiện tại có thể không chỉ có đột phá thiên thần cảnh, mà lại còn hậu tích bạc phát đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ. Chỉ là hắn cảnh giới cực kỳ vững chắc, trên người khí tức chưa tán mảy may, cho nên tại vì động thủ điều kiện tiên quyết, Tiêu Thần Võ đều nhìn xem không thấu Tiêu Phàm tu vi mà thôi. Tiêu Thần Võ, ngươi cực kỳ âm hiểm, vậy mà để ngươi tàn niệm đánh lén ta. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thần Võ, sát khí nặng nề nói. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiêu Thần Võ thần sắc chậm rãi khôi phục liều kính. Cười cười nói, còn nhớ được ngươi ta ở giữa ước định đi, chỉ cần ngươi đem mộ bi cùng cho ta cửu điện Diêm La phù cho ta, ta liền thả Tiêu ra cùng Thần Phong học viện, như thế nào? Hèn hạ, vô sỉ, Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn họ nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Thần Võ, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Thần Võ tháo thành tám khối. Nguyên lai ngươi cũng biết rõ cái kia chín cái ngọc bội là cửu điện Diêm La phù, mà không phải dùng để mở ra thông đạo. Tiêu Phàm thần sắc ngược lại là 10 phần bình tĩnh, nói, đường đường thiên thần cảnh, còn muốn dùng người khác tính mệnh đến uy hiếp, đi đến bản thân muốn mục tiêu, người không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Đáng xấu hổ, Tiêu Thần Võ thần sắc đạm nhiên, hắn biết rõ Tiêu Phàm thái độ làm người, là không thể nào trơ mắt nhìn xem Tiêu gia cùng Thần Phong học viện chịu chết. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, hắn Tiêu Thần Võ cho tới bây giờ không cảm thấy đáng xấu hổ. Chỉ cần có thể đi đến bản thân muốn mục tiêu đã đủ. Chính như hắn Tiêu Thần Võ nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiêu Phàm cũng biết rõ, Tiêu Thần Võ không có khả năng bởi vì hắn một hai câu liền từ bỏ bản thân ưu thế tuyệt đối, không thể làm gì khác hơn nói, chỉ cần ngươi thả Tiêu ra cùng Thần Phong học viện người, ngươi muốn đổ vật, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi cho rằng lão hủ dễ lừa gạt như vậy sao? Tiêu Thần Võ mặt không chút thay đổi nói. Trừ phi ngươi có thể tự phong tu vi, tự mình đi với ta một chuyến, ta liền thả bọn họ, có dám? Lão Tam, không thể. Công tử, không thể đáp ứng hắn,
Tiêu Thần Võ chỉ là vô sỉ hạng người mà thôi. Đúng vậy a, điện chủ, coi như ngươi tự phong tu vi, Tiêu Thần Võ vô sỉ như vậy người, cũng sẽ không bỏ qua Tiêu gia cùng Thần Phong học viện. Chưa kịp Tiêu Phàm mở miệng, Lăng Phong đám người và Tu La Điện người liền vội vàng khuyên can nói, Tiêu Phàm thế nhưng là bọn họ người đáng tin cậy, tuyệt đối không thể tự chui đầu vào lưới. Có gì không dám, Tiêu Phàm lại là tựa như không nghe thấy Lăng Phong bọn họ lời nói đồng dạng, tràn đầy hào khí nói, coi như thực lực không bằng ngươi Tiêu Thần Võ, ta Tiêu Phàm cũng có thắng qua ngươi địa phương. Tam ca, Quan Tiểu Thất muốn mở miệng ngăn cản Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là khoát tay một cái nói, các ngươi yên tâm, Tiêu Thần Võ là không dám giết ta, trừ phi hắn lấy được bản thân muốn đổ vật. Tiêu Thần Võ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm đáp ứng thống khoái như vậy, cái này khiến hắn ngược lại có chút không thích ứng. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Phàm liền tại trên người đập mấy lần, trực tiếp phong bế bản thân lực lượng, giờ phút này hắn, trên người căn bản không có bất luận cái gì năng lượng ba động, chỉ là một cái phổ thông không thể lại người bình thường mà thôi. Bất quá, người Tiêu Thần Võ nếu là dám lừa gạt ta, người cái này đời cũng đừng nghĩ lại lấy được mộ bi. Tiêu Phàm hỏa phong nhất chuyển, còn người sắc bén như ưng, nói, quên nói cho ngươi, Tiếu Thương Sinh bản thể thế nhưng nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nếu như ngươi hủy không được mộ bi, vậy coi như bị Tiếu Thương Sinh nhanh chân đến trước. Tiêu Thần Võ nghe vậy, cau mày, hắn sở dĩ như thế muốn Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục lấy được mộ bi, chính là bởi vì mộ bi không hủy. Hắn vĩnh thế cũng vô pháp tiến vào thiên địa lao ngục. Có thể Tiếu Thương Sinh khác biệt, Tiếu Thương Sinh là có thể ra vào thiên địa lao ngục, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không tiến vào thiên địa lao ngục giết chết Nhạc Nhân tộc lão tổ, cũng đồng dạng sẽ không đánh lén trọng thương Thần Thiên Nghiêu. Nếu như Tiếu Thương Sinh khôi phục, đoán chừng lại sẽ trước tiên tiến vào thiên địa lao ngục. Hừ, lão hủ đối với một chút chiến đế cảnh phía dưới người cũng không có bất cứ hứng thú gì. Giết bọn hắn cũng bẩn lão hủ tay mình mà thôi. Tiêu Thần Võ mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác liệt, ngươi nếu tự phong tu vi, cam nguyện làm con tin, lão hủ thả bọn họ lại như thế nào? Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm mặt âm trầm nói, sau đó đi từng bước một đến bong thuyền phía trước nhất. Tiêu Thần Võ đưa tay vung lên, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên hướng về Tiêu Thần Võ vị trí bay đi, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Phu quân, Lão Tam, Diệp Thi Vũ, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim bọn họ kêu sợ hãi, Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu như rơi vào Tiêu Thần Võ trong tay, đoán chừng cách cái chết cũng liền không xa. Nếu như toàn lực ứng phó, Tiêu Phàm cố nhiên có thể cùng thiên thần cảnh tiền kỳ một trận chiến, thậm chí chém giết, có thể hiện tại hắn tự phong tu vi, cho dù người bình thường đoán chừng đều có thể giết chết hắn a. Tiêu Thần Võ đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, một tay bấm Tiêu Phàm cổ, cười lạnh nói, nghe nói ngươi làm người khí phách, không nghĩ tới là thật, đáng tiếc, cái gọi là khí phách chỉ là mãng phu gây nên mà thôi, hiện tại ta nếu giết ngươi, ngươi khả năng phản kháng. Ngươi vậy mà nói không giữ lời, đường đường thiên thần cảnh cường giả, nói chuyện vậy mà giống như đánh rắm, vô sỉ. Tu La Điện người phẫn nộ kêu. Rất nhiều người lộ ra màu đỏ tươi con ngươi nhìn xem Tiêu Thần Võ, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Thần Võ tháo thành tám khối. Thần Thiên Nghiêu, ta mà chết, ngươi liền mang mộ bi rời đi giới này. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc như thường, tựa như đã sớm đoán được Tiêu Thần Võ ý nghĩ, mười phần bình thản đối Thần Thiên Nghiêu nói. Điện chủ yên tâm, lão hủ tùy thời đều có thể rời đi. Thần Thiên Nghiêu gật gật đầu. Tiêu Thần Võ nghe vậy. Sắc mặt biến vô cùng âm trầm, vừa mới hắn thế nhưng là cùng Thần Thiên Nghiêu giao thủ qua, chính là thiên thần hậu kỳ tu vi, cho dù là hắn, cũng không có khả năng giết chết Thần Thiên Nghiêu. Thần Thiên Nghiêu nếu muốn mang theo mộ bi rời đi giới này, hắn Tiêu Thần Võ là không thể nào ngăn cản được. Mà một khi mộ bi tiến vào thái cổ thần giới, hắn Tiêu Thần Võ kế hoạch khả năng liền ngâm nước nóng. Ngươi dám uy hiếp ta? Tiêu Thần Võ bấm Tiêu Phàm cổ tay càng thêm dùng sức mấy phần. Là ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, Tiêu Thần Võ căn bản không có thả Tiêu gia cùng Thần Phong học viện đám người dự định, hơn nữa muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không ngây ngốc bị hắn uy hiếp. Tiêu Thần Võ trong miệng mộ bi, chính là hắn to lớn nhất uy hiếp, không có hủy đi thiên địa lao ngục mộ bi, Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U đừng nghĩ tiến vào thiên địa lao ngục.
chớ nói chi là lấy được cái gọi là Tu La Vương truyền thừa. Hừ, Tiêu Thần Võ khẽ cắn môi, đưa tay một chưởng đánh vào Tiêu Phàm ngực, Tiêu Phàm trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó lại tại Tiêu Phàm trên người đánh mấy đạo thủ ấn. Tiêu Thần Võ, ngươi làm gì? Trọc Thiên Hồng phẫn nộ quát. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Tiêu Thần Võ, khoát tay một cái nói. Không thể không nói, Tiêu Thần Võ thật đúng là không phải bình thường cẩn thận, Tiêu Phàm bản thân phong ấn hắn còn không tin, còn cố ý cho Tiêu Phàm thêm một đạo phong ấn. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Thần Võ lạnh rên một tiếng, thần sắc băng lãnh nhìn Thần Thiên Nghiêu một cái. Nếu như nói nơi này hắn kiêng kỵ người là người nào, không phải Trọc Thiên Hồng, cũng không phải Tiêu Phàm, mà là Thần Thiên Nghiêu, Thần Thiên Nghiêu nếu toàn lực đối phó hắn, hắn cái gì đều có thể không chiếm được. Tiêu Thần Võ lúc này mới phát hiện, thế hệ này Tu La Điện phát triển vượt qua hắn dự liệu, cũng đã nhảy ra hắn trưởng khống. Bất quá cũng may Tiêu Phàm còn có một cái nhược điểm, đó chính là hắn người nhà cùng Thần Phong Học Viện còn tại bản thân trong tay. Tiêu Phàm tạm thời là không dám đối phó bản thân. Nói lời này hẳn là ta, ngươi nếu thả Tiêu gia cùng Thần Phong Học Viện đám người, mộ bi ta sẽ cho ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hừ, Tiêu Thần Võ lạnh rên một tiếng, mang theo Tiêu Phàm bỗng nhiên tại chỗ biến mất, trong chốc lát liền không thấy tăm hơi, đồng thời biến mất còn có Thần Thiên Nghiêu. Tam ca, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất hai người lo lắng nói, lấy tốc độ bọn họ là không thể nào đuổi theo thiên thần cảnh. Mọi người không cần đi. Lúc này, Diệp Thi Vũ đột nhiên quát khẽ, nàng hai mắt huyết hồng, trong giọng nói mang theo một tia không cho phép phủ định, nói chúng ta muốn tin tưởng phu quân cùng Thần Thiên Nghiêu tiền bối. Lăng Phong, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất bọn họ không khỏi chăm chú nắm đấm, mấy người trong lòng tràn ngập không cam lòng, hận bản thân thực lực quá thấp, bằng không cũng sẽ không bị Tiêu Thần Võ uy hiếp. Giờ phút này, Tiêu Thần Võ mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về Nam vực tiến đến, lấy Tiêu Thần Võ thiên thần cảnh thực lực, cũng liền mấy canh giờ liền chạy về Nam vực Yến Thành. Bất quá giờ phút này Yến Thành cũng đã phát sinh rất lớn biến hóa, Thần Phong Học Viện người hoàn toàn bị tù khốn, toàn bộ Đại Yên Vương Triều, thậm chí toàn bộ Nam vực đều cũng đã về truyền thừa điện quản hạt. Tiêu Thần Võ đem Tiêu Phàm bỏ vào một tòa đại điện trước đó, lúc này, không ít tu sĩ nhao nhao vây đi lên. Khi thấy Tiêu Phàm bộ dáng lúc, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Là thế hệ này Tu La điện chủ đại nhân lại đem Tu La điện chủ bắt sống. Điện chủ uy vũ, ta liền nói Tu La điện lật không dậy nổi cái gì sóng lớn, một cái nho nhỏ chiến thần cảnh, cũng dám cùng điện chủ so sao. Hắn không phải tiến vào thiên địa lao ngục à, nếu sống sót đi ra, cái kia chẳng phải là nói rõ hắn có khả năng thành công lấy được mộ bi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, cho rằng Tiêu Thần Võ bắt sống Tiêu Phàm chỉ là nước chảy thành sông sự tình mà thôi. Tiêu Phàm lại là không có để ý tới đám người này ánh mắt, lau đi khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thần Võ nói, Tiêu Thần Võ, ta Tiêu gia cùng Thần Phong Học Viện người đâu. Vừa dứt lời, không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh, áo bào đen thân ảnh bó chặt vành nón, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Người tới chính là đi theo Tiêu Thần Võ đến Thần Thiên Nghiêu. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức khắc nghe ra một tia không giống bình thường, rất nhiều người không cấm giới chuẩn bị nhìn xem không trung Thần Thiên Nghiêu. Mang đi lên, Tiêu Thần Võ quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người tức khắc bị truyền thừa điện người mang đi ra, Tiêu Phàm ánh mắt lập tức rơi ở trong đó mấy người trên người, chính là Tiêu Hàn, Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá đám người. Đám người trên người chảy xuôi theo vết máu, bộ dáng 10 phần chật vật, giống như trong lao tù bị tra tấn phạm nhân. Nhị ca, Quách lão quỷ, Phúc bá, Tiêu Phàm trên mặt lóe qua một tia kích động, nhìn thấy những người này đều còn sống sót, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Tam đệ, người đi mau, không cần quản chúng ta. Tiêu Hàn nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, trong con ngươi lập tức lóe qua một tia sáng, bất quá rất nhanh liền biến thành sốt ruột. Tiêu Phàm, người thế nhưng là ta dạy qua xuất sắc nhất học sinh, không thể chết ở nơi này, ta lấy thay mặt viện trưởng thân phận, mệnh lệnh ngươi lập tức rời đi. Quách Sĩ Thần cũng dùng hết toàn thân khí lực kêu lên. Những người này ở đây tính mệnh đe dọa thời khắc, lại còn đang quan tâm bản thân, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút ấm áp. Tiêu gia,
Đại Yên Vương Triều cùng Thần Phong Học Viện người, có thể đều ở đây. Tiêu Phàm đảo qua toàn trường, hít sâu một cái nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Quách Sĩ Thần nói. Tiêu Phàm lời nói nhường hai người hơi sững sờ, bất quá vẫn là gật gật đầu nói, đều ở đây. Thần Thiên Nghiêu, người mang bọn họ đi trước. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, hắn con người chỗ sâu lóe qua lạnh lùng quang mang. Chỉ cần có thể đem Tiêu gia cùng Thần Phong Học Viện người cứu ra đi, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ bạo khởi giết người. Là, điện chủ, Thần Thiên Nghiêu đưa tay vung lên, một cỗ gió lớn đột nhiên bao phủ tứ phương. Chậm đã, đột nhiên, Tiêu Thần Võ khẽ quát một tiếng, phất tay, gió lớn trực tiếp tiêu tán, nhìn xem Thần Thiên Nghiêu ngưng tiếng nói, hắn nếu đi, Mộ Bi đâu? Đưa tiễn những người này, hắn tự nhiên sẽ trở về cho ngươi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khinh thường nói, ta tại trên tay ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì, chút can đảm này đều không có sao. Mộ Bi thực tại hắn trên tay, Tiêu Thần Võ có chút không tin, ngẩng đầu không khỏi nhìn Thần Thiên Nghiêu một cái. Tự nhiên, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi nói ra. Vừa dứt lời, Tiêu Thần Võ đột nhiên khóe miệng uốn cong, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Tà tà cười nói, đã như vậy, vậy các ngươi đều không cần đi. Hô hô, Tiêu Thần Võ lời còn chưa dứt, yến thành bốn phía bỗng từng đạo lưu quang bay vụt mà lên, xông thẳng cửu tiêu, hóa thành một đạo to lớn màn sáng bao phủ cả tòa yến thành. Đồng thời, từng đạo màu sắc rực rỡ quang mang từ chung quanh quảng trường hiển hiện, tản ra hủy diệt tính khí tức. Không trung phía trên Thần Thiên Nghiêu thần sắc hơi đổi, tựa như nhận một cỗ cường đại lực lượng liên lụy. Thân thể bỗng nhiên hướng về mặt đất cắm rơi xuống đến. Trận pháp, Thần Thiên Nghiêu thần sắc lập tức biến vô cùng ngưng trọng lên, dư quang không khỏi nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó khẽ cắn môi, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí ngang nhiên xông qua. Tiêu Thần Võ, người dám vi phạm hứa hẹn, Tiêu Phàm hét lớn, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Thần Võ. Giờ phút này, hắn thể nội, phệ hồn đang nhanh chóng thôn phệ Tiêu Thần Võ lưu lại phong ấn. Đã đến rất mấu chốt thời điểm, hiện tại hắn muốn làm, chính là kéo dài thời gian. Vi phạm hứa hẹn, ta hứa hẹn qua ngươi cái gì sao? Tiêu Thần Võ khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như cam kết gì hữu dụng, hắn Tiêu Thần Võ có lẽ đã sớm chết. Cũng đúng, ngươi Tiêu Thần Võ vốn là bội bạc hạng người, năm đó Tiếu Thương Sinh cùng Dạ Cửu U đều bị ngươi hãm hại, dù là biến một cái linh hồn, nhưng cũng vẫn là chó đổi không ăn cứt. Tiêu Phàm cười âm hiểm một tiếng. Tiêu Thần Võ cái gì thái độ làm người, Tiêu Phàm vẫn là rõ ràng, một cái vẫn luôn đem thế nhân coi là quân cờ đùa giỡn người, lại làm sao lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn đâu. Hơn nữa năm đó, Tiếu Thương Sinh, Dạ Cửu U cùng hắn tiền thân Dạ Cửu Thiên vốn là cùng nhau hợp mưu tu La Vương truyền thừa, về sau nếu như không phải Dạ Cửu Thiên bội bạc, Tiếu Thương Sinh sẽ không bị thương nặng, Dạ Cửu U cũng sẽ không bị tháo thành tám khối dám nhục mạ điện chủ, thật đúng là tự tìm cái chết đồ vật. Tiêu Thần Võ còn không có mở miệng, trong đó một người hắc y nam tử liền gầm thét một tiếng, một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Lan, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, theo lấy thanh âm vang lên, hắn thể nội huyết mạch chi lực trực tiếp khuấy động mà ra, lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người bộc phát, giống như thủy triều hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Sóng âm trùng kích càng là chấn vỡ hư không, chu vi mấy trăm trượng bên trong, trực tiếp bị vỡ nát, cái kia thẳng hướng Tiêu Phàm hắc y nhân càng là nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Những người khác hoàn toàn bị Tiêu Phàm trên người khí thế chấn nhiếp, sắc mặt có chút phát xanh, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Cái kia hắc y nhân thế nhưng là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi a, lại bị hắn vừa quát đánh giết, vậy hắn thực lực. Thiên thần cảnh, rất nhiều người trong đầu lập tức toát ra một cái từ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bị bọn họ nhục mạ và khinh thường tu La Điện điện chủ vậy mà đột phá đến thiên thần cảnh. Không có khả năng, người không phải bị thương sao? Tiêu Thần Võ cũng là sắc mặt biến hóa, bất quá hắn còn chưa tới sợ hãi cấp độ. Tiêu Phàm coi như đột phá đến thiên thần cảnh lại như thế nào, cũng nhiều nhất chỉ là thiên thần cảnh tiền kỳ mà thôi, có mạnh hơn lại có thể cường đại đi nơi nào đâu. Hắn chấn kinh là, bản thân tàn niệm trọng thương Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là như thế nào đột phá thiên thần cảnh đâu. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi còn phong ấn Tiêu Phàm tu vi, cho dù là thiên thần cảnh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phá vỡ hắn phong ấn a. Tiêu Phàm không có để ý tới Tiêu Thần Võ,
linh hồn lực lượng đảo qua toàn trường, sau một khắc, Tiêu gia, Đại Yên Vương triều cùng Thần Phong học viện người lập tức biến mất, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Ngươi dám gạt ta, chết! Tiêu Thần Võ rốt cục phát hiện không thích hợp, nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Giờ phút này, Tiêu Thần Võ nơi nào còn không minh bạch, Tiêu Phàm trước đó đột phá thiên thần cảnh thụ thương, hiển nhiên là cố ý làm cho hắn nhìn. Mà Tiêu Phàm làm tất cả những thứ này, chỉ là vì lừa gạt hắn mà thôi, vì liền là có thể làm cho hắn Tiêu Thần Võ mang theo Tiêu Phàm đến nơi này nhìn thấy Tiêu gia, Đại Yên Vương triều cùng Thần Phong học viện người mà thôi. Bởi vì chỉ cần thấy được những người này, Tiêu Phàm là có thể đem bọn họ cứu ra đi. Cũng khó trách Tiêu Thần Võ như thế phẫn nộ, cho tới nay, đều chỉ có hắn Tiêu Thần Võ gạt người, tính toán người, còn chưa bao giờ có người dám lừa hắn, tính toán hắn. Càng mấu chốt là, hắn Tiêu Thần Võ còn bị Tiêu Phàm tính toán thành công. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, giống như nhẹ yến đồng dạng hướng về hậu phương thối lui. Cũng ngay tại Tiêu Thần Võ một trường tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm trước người đột nhiên một đạo hắc ảnh lướt qua, đồng dạng một trường nghênh đón, hai người cơ hồ đều là tận hết sức lực. Oanh, cuồng bạo mà hung mãnh lực lượng tàn phá bừa bãi tứ phương, cách nhau khá gần truyền thừa điện tu sĩ bị cuồng bạo sóng gió tung bay, thậm chí, trực tiếp bạo thể mà chết. Đây cũng là thiên thần cảnh hậu kỳ thực lực, tuyệt đối nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực. Chết cho ta! Tiêu Thần Võ gần như điên cuồng, lực lượng lần nữa cường đại mấy phần, toàn bộ hư không đều triệt để cuồng bạo. Thần Thiên Nghiêu thân thể chậm rãi hướng về hậu phương tới gần, con người chỗ sâu lộ ra một tia tàn nhẫn, mắt thấy nhanh tới gần sau lưng trận pháp, Thần Thiên Nghiêu trên mặt lóe qua một tia vẻ khinh thường. Thiên thần cảnh hậu kỳ, nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiêu Thần Võ chiếm cứ lấy phía trên, tức khắc biến tự tin vô cùng, trên người lực lượng không ngừng kéo lên. Có đúng không, Thần Thiên Nghiêu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng, hắn thân hình bỗng nhiên ngưng một cái, sau đó quỷ dị tại chỗ biến mất. Tiêu Thần Võ vội vàng không kịp chuẩn bị, bàn tay không cách nào thu hồi, bá đạo trưởng lực hướng về phía trước đại trận oanh sát mà đi. Đồng thời, Thần Thiên Nghiêu cũng xuất hiện ở cách đó không xa, đồng dạng dùng hết toàn lực một trưởng hung hăng hướng về đại trận vỗ tới, hai đại thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả công kích. Bao phủ hoàn toàn hư không. Những cái kia chiến thần cảnh tu sĩ đã bị chấn phế phủ bốc lên không thôi, trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng đã trốn vào tiểu thiên địa bên trong, mặc cho cái kia lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Đột nhiên, oanh một tiếng nổ vang, chung quanh quảng trường trận pháp trực tiếp nổ tung, cái này trận pháp cố nhiên cường đại, có thể trong thời gian ngắn chấn áp thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả công kích. Nhưng là, giờ phút này xuất thủ thế nhưng là hai vị thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, uy lực cũng không chỉ là một cộng một điệp ra đơn giản như vậy. Tao, Tiêu Thần Võ thầm nghĩ trong lòng không tốt, cái này trận pháp bị phá, muốn vây khốn Thần Thiên Nghiêu cái này thiên thần cảnh hậu kỳ cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất quá Thần Thiên Nghiêu trên mặt lại là lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, lập tức xuất hiện ở quảng trường một cái khác biên giới. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa từ nhỏ trong trời đất nhô ra, nhìn xem bốn phía trận pháp nói, thành công. Điện chủ kế mưu vô song, cái này Tiêu Thần Võ bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Thần Thiên Nghiêu tiêu sái cười nói. Ha ha, loại kia ngớ ngẩn, tự cho là đúng mà thôi. Tiêu Phàm ngông cuồng cười một tiếng, lập tức bỗng nhiên cùng Thần Thiên Nghiêu đạp không mà lên, chuyển biến mất ở chân trời. Dừng lại, Tiêu Thần Võ gầm thét. Hai mắt huyết hồng vô cùng, đáng tiếc, Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu muốn đi, hắn lại làm sao có thể ngăn được đâu. Bên ngoài đại trận kia, là không thể nào ngăn được thiên thần cảnh cường giả, Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu rất nhanh liền biến mất, hắn nghĩ truy cũng đuổi không kịp. Coi như có thể đuổi theo, hắn cũng không nhất định là Thần Thiên Nghiêu đối thủ. Tiêu Thần Võ nơi nào còn không biết, bản thân lại bị Tiêu Phàm cho tính toán, Tiêu Phàm nhường Thần Thiên Nghiêu cố ý cùng bản thân động thủ. Chỉ vì mượn nhờ hắn Tiêu Thần Võ lực lượng phá vỡ trận pháp. Nhưng khi đó hắn mất đi Tiêu gia, Đại Yên Vương triều cùng Thần Phong học viện những cái này thẻ đánh bạc, đang đứng ở phẫn nộ bên trong, chỉ muốn lưu lại Tiêu Phàm, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy. Một cái thiên thần cảnh hậu kỳ có lẽ không phá nổi cái này trận pháp, nhưng hai cái thiên thần cảnh hậu kỳ,
muốn phá vỡ cũng không phải là việc khó gì. Tiêu Phàm, Tiêu Thần Võ nghiến răng nghiến lợi, cho tới bây giờ chỉ có hắn tính toán người khác, mà hôm nay lại bị người khác lặp lại nhiều lần tính toán, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh đâu. Nhìn xem một mảnh hỗn độn quảng trường bên trên ngổn ngang lộn xộn nằm vô số cỗ thi thể, Tiêu Thần Võ rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhìn qua già nua rất nhiều. Chân trời hai đạo lưu quang xẹt qua, cuối cùng tại một tòa sơn mạch đỉnh dừng lại, hai người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu. Điện chủ, cái kia Tiêu Thần Võ thực lực mặc dù không tệ, nhưng thuộc hạ một người cũng đủ để đối phó hắn, không tất yếu chạy a. Thần Thiên Nghiêu không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hắn trong lòng cũng có một chút khó chịu, đều là thiên thần cảnh hậu kỳ, Thần Thiên Nghiêu từ không cho rằng bản thân yếu hơn người nào, Tiêu Thần Võ khinh thường hắn cũng liền thôi, có thể Tiêu Phàm còn mang theo hắn chạy trốn, chẳng phải là nói rõ hắn sợ Tiêu Thần Võ. Lấy người ta lực lượng, muốn đối phó Tiêu Thần Võ rất đơn giản, thậm chí, thi triển một chút thủ đoạn, giết hắn cũng không chắc không có khả năng. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm Bắc Phương, thản nhiên nói. Cái kia điện chủ tại sao? Thần Thiên Nghiêu càng thêm buồn bực. Vì sao muốn chạy trốn đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, cười nhìn xem Thần Thiên Nghiêu nói. Nếu như chúng ta giết Tiêu Thần Võ, hoặc là đánh bại Tiêu Thần Võ, người nói, huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện sẽ như thế nào? Nhất định sẽ kiêng kỵ Tu La Điện. Thần Thiên Nghiêu không chút nghỉ ngợi nói, trên mặt lại là càng thêm nghi hoặc. Cái này mấy ngày thời gian, Thần Thiên Nghiêu đã đại khái biết chiến hồn đại lục thế cục, biết rõ Tu La Điện thế gian đều là địch. Có thể chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm mới hẳn là đánh bại hoặc là giết chết Tiêu Thần Võ a, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể trấn nhiếp đến huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện. Ngươi nói không sai, nhưng là, Tiêu Phàm đầu tiên là gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói ta mụ mụ linh còn tại chiến thần điện người trong tay. Nếu như ta đánh bại Tiêu Thần Võ, chiến thần điện nhất định sẽ đối ta càng thêm đề phòng. Cho nên, ta phải tại chiến thần điện chân chính phòng bị ta trước đó, đem ta mụ mụ linh tính đoạt lại. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện làm một chút sự tình khác, đó là không thể tốt hơn. Thì ra là thế, Thần Thiên Nghiêu lộ ra hiểu vẻ, Tiêu Phàm vì cứu mẫu thân hắn, tự nhiên vô luận làm cái gì nhiều tại tình lý bên trong. Hiện tại, người thu liếm khí tức. Đi với ta một chuyến thiên vực, sau đó tiến về thần vực. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác liệt. Thiên mộ thần hoa nở rộ sắp đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số thái cổ thần giới tu sĩ đến đây. Tiêu Phàm nhất định phải lập tức đem tất cả sự tình đều giải quyết, không thể có bất kỳ nỗi lo về sau nào, sau đó lại toàn lực ứng phó đối mặt thái cổ thần giới người. Bây giờ Tiêu gia cùng Thần Phong học viện xem như cứu ra đến, Tiêu Phàm duy nhất một kiện không bỏ xuống được sự tình. Cũng chính là hắn mụ mụ Sở Lăng Vi linh tính. Chỉ cần cứu ra Sở Lăng Vi linh, Tiêu Phàm liền có thể chân chính không cố kỵ gì. Bất quá, muốn đoạt lại mẫu thân hắn linh, cũng không phải sự tình đơn giản, cho đến nay, Tiêu Phàm đều không biết rốt cuộc là người nào cướp đi mẫu thân hắn linh. Lúc trước rời đi Sở gia thời điểm, Tiêu Phàm nhường Sở gia tìm hiểu, bây giờ cái này thời gian dài đi qua, cũng không biết Sở gia có hay không lấy được một chút hữu dụng tin tức. Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu tốc độ rất nhanh, cũng liền một hai canh giờ thời gian liền đi tới thiên vực Sở gia vị trí, Tiêu Phàm lại là phát hiện, bây giờ Sở gia cổ địa bị một đạo to lớn màn sáng bao phủ tại trung ương. Trận pháp, Thần Thiên Nghiêu lông mày hơi nhíu, cũng bị cái này rộng lớn trận pháp dọa cho nhảy một cái. Đi thôi, Tiêu Phàm thần sắc ngược lại là 10 phần bình tĩnh, trực tiếp phá vỡ màn sáng, dẫn đầu đi vào. Người nào tự tiện xông vào cổ địa? Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu hai người vừa mới đạp vào Sở gia cổ địa, từng đạo kinh hống liền từ nơi xa truyền đến, một chút chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh tu sĩ đem Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu vây quanh ở trung ương. Ta là Tiêu Phàm, dẫn ta đi gặp Sở gia chủ. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, trong lòng lại là có chút nghi hoặc, lấy Sở gia thực lực, hẳn là không có khả năng bố trí như thế cường đại trận pháp. Thế nhưng là trừ Sở gia bên ngoài, còn có ai có thể giúp Sở gia bố trí bậc này siêu cấp đại trận đâu? Không biết tại sao, Tiêu Phàm trong đầu trước tiên nhớ tới lại là Bắc Lão, cũng chỉ có Bắc Lão, mới có thể bố trí như thế khổng lồ trận pháp. Nếu như không phải Lão Sư xuất thủ, liền chỉ có Bắc Thần gia tộc. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Tiêu Điện Chủ,
Cầm đầu một cái tuần tra đội trưởng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, nói quả nhiên là Tiêu điện chủ, mời. Tiêu Phàm tên, Sở Gia đám người đã sớm biết rõ, phần lớn người đều gặp Tiêu Phàm dung mạo, dù sao, Tiêu Phàm có thể không chỉ là Tu La Điện điện chủ, vẫn là đã từng Sở Gia gia chủ Sở Lăng Vi nhi tử. Tại tuần tra đội ngũ dưới sự hướng dẫn, Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Ngưu rất nhanh liền nhìn thấy Sở Thiên Minh. Sở Thiên Minh đối Tiêu Phàm vẫn là trước sau như một nhiệt tình, Tiêu lão đệ, cuối cùng đem ngươi cho trông. Sở tiền bối khách khí, ta lần này tới là muốn hỏi ngài, đoạt mẫu thân của ta linh tính người kia tin tức có mặt mày sao? Tiêu Phàm gọn gàng làm nói ra. Sở Thiên Minh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng ngưng trọng lên, ấp úng nói, Tiêu lão đệ, ta. Có cái gì nói, cứ nói đừng ngại. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong giọng nói tràn ngập không cho phép phủ định. Sở Thiên Minh gật gật đầu, hít sâu một cái nói, chúng ta xác thực tìm tới cướp đi mẫu thân ngươi linh tính người, người này tên là Quỷ Thiên Cừu, chiến thần điện người, gọi hắn là đại nhân, địa vị không kém gì chiến luân hồi. Quỷ Thiên Cừu, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, cái tên này, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì hình ảnh. Chúng ta cũng là hoa giá rất lớn mới thăm dò được tên hắn tin tức. Sở Thiên Minh đắng chát cười một tiếng, hít sâu một cái nói, bất quá. Ta khuyên Tiêu lão đệ tạm thời đừng đi tìm hắn để gây sự. Tại sao? Tiêu Phàm trên mặt trầm xuống, nói chẳng lẽ người này. Tiêu Phàm lời nói không nói xong, liền bị Sở Thiên Minh cắt ngang, nói, bất quá, người này cũng đã siêu việt chiến thần cảnh, sớm cũng đã đi đến thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh sao? Tiêu Phàm ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, có thể làm cho Sở Thiên Minh ngưng trọng như thế, trừ thiên thần cảnh cũng lại không những khả năng khác. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, chiến thần điện trừ chiến luân hồi cùng Tiếu Thương Sinh bên ngoài, vẫn còn có mặt khác thiên thần cảnh. Không đúng, đột nhiên Tiêu Phàm tựa như nhớ tới cái gì, lần trước hắn cướp đi mẫu thân của ta linh tính thời khắc, còn chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, bằng không nói, hắn cũng sẽ không bị Sở tiền bối các ngươi đuổi đi. Ngươi nói rất đúng, ta trước kia cũng buồn bực, Sở Thiên Minh lắc lắc đầu nói, vừa mới chuẩn bị nói tiếp cái gì, mở ra bàn tay. Lòng bàn tay lại là xuất hiện một khối ngọc phù, trong này có quan hệ tại Quỷ Thiên Cừu tin tức, xem như tương đối toàn diện. Tiêu Phàm trực tiếp tiếp nhận ngọc phù, ý niệm khẽ động, ngọc phù bên trong tất cả tin tức tức khắc toàn bộ lạc ấn tại não hải bên trong. Thần tu cao thủ, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm vẫn là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất nghe nói chân chính thần tu. Trước kia hắn chỉ là nghe nói qua trên đời có thần tu mà thôi. Là, Quỷ Thiên Cừu là một cái thần tu cao thủ, lần trước đánh lén mẫu thân ngươi thời điểm, hắn thực lực khả năng nhận một ít hạn chế, cũng có khả năng là một bộ linh hồn phân thân, cho nên mới có thể bị chúng ta bức lui. Sở Thiên Minh đắng chát cười nói. Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, gật gật đầu, trong con ngươi lóe qua một vòng sắc bén ý, vì hắn mẫu thân, vô luận như thế nào. Tiêu Phàm đều muốn đi chiến thần điện nhìn một chút cái này thần tu. Đa tạ Sở tiền bối, còn mời tiền bối nhường Linh Nhi đem ta mụ mụ mang tới. Tiêu Phàm đối Sở Thiên Minh hơi hơi thi lễ nói. Sở Thiên Minh hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, hắn tự nhiên là không nghĩ Tiêu Phàm đem Tiêu Linh Nhi cùng Sở Lăng Vi tiếp đi, bởi vì một khi tiếp đi, Tiêu Phàm về sau liền khả năng sẽ không bận tâm Sở gia cổ địa. Bất quá hắn cũng không tiện cự tuyệt. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền gặp được Tiêu Linh Nhi cùng Sở Lăng Vi, đem bọn họ đưa vào thiên địa lao ngục bên trong liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm lại tựa như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi tiền bối, không biết tại cái này phiến cổ địa bố trí trận pháp là ai. Ta cũng không biết, Sở Thiên Minh cười khổ lắc lắc đầu nói. Không biết, Tiêu Phàm thanh âm bén nhọn mấy phần, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, người nào cho các ngươi cổ địa bố trí trận pháp. Các người bản thân đều không biết. Chẳng lẽ là có người nhàn nhức cả trứng, cố ý hoa lớn như vậy đại giới, đến bố trí một cái siêu cấp đại trận bảo hộ ngươi Sở gia sao? Tiêu lão đệ, ta là thật không biết, không chỉ Sở gia, mặt khác bát vực, trừ thần vực bên ngoài, cái khác bảy vực cổ tộc nơi, đều bố trí đồng dạng trận pháp. Sở Thiên Minh lắc lắc đầu nói, sắc mặt cũng không phải rất đẹp mắt. Ách Tiêu Phàm trong lòng im lặng, không nghĩ tới thực sự có người nhức cả trứng. Phụng trộm tại cổ địa bố trí trận pháp. Bất quá hắn cũng biết rõ,
bố trí cái này trận pháp khẳng định không đơn giản, bằng không nói, cũng không có khả năng tại bát vực đồng thời bày trận, trong này phải chăng lại cái khác ý nghĩa đặc thù đâu. Tiêu Phàm trong lòng mang theo buồn bực cùng nghi hoặc, cáo biệt Sở Thiên Minh, nếu như Sở gia thực có cái gì nguy nan nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đây là Tiêu Phàm đối Sở gia cam đoan. Sở Thiên Minh đám người nghe được Tiêu Phàm cam đoan, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, tự mình đưa Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu hai người rời đi Sở gia cổ địa, trực tiếp hướng thần vực tiến đến, đối Tiêu Phàm tới nói, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hắn không dám lãng phí từng phút từng giây. Hai người tốc độ cao nhất chạy đi, lúc đầu liền chạy tới chiến thần điện bản bộ thiên thần phong phía dưới. Điện chủ, chúng ta hiện tại cần làm thế nào? Thần Thiên Nghiêu ngưng tiếng nói, hắn biết rõ Tiêu Phàm tới đây mục tiêu, là vì cứu trở về mẫu thân hắn linh tính, thế nhưng là dạng này tùy tiện xông vào nói, đối phương nhất định sẽ uy hiếp Tiêu Phàm. Trực tiếp giết tới, Tiêu Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa rộng lớn thiên thần phong, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Giết tới, Thần Thiên Nghiêu ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi thật muốn giết tới, đối phương sẽ bỏ qua mẫu thân ngươi linh mới là lạ chứ, đoán chừng giận dữ phía dưới trực tiếp đem mẫu thân ngươi linh cho hủy. Bất quá Tiêu Phàm ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, Thần Thiên Nghiêu thấy thế cũng sẽ không chần chờ, lâu như vậy đến nay, hắn một mực không thực sự nhìn rõ qua Tiêu Phàm, có lẽ Tiêu Phàm có bản thân ý nghĩ cũng khó nói. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Thần Thiên Nghiêu trên người khí thế mãnh liệt cuộn trào ra, giống như thiên uy đồng dạng hướng về thiên thần phong bao phủ tới, thiên thần cảnh hậu kỳ khí thế, mang cho chiến thần cảnh cùng với phía dưới tu sĩ trùng kích có thể không phải bình thường lớn. Địch tập, nhanh ngăn địch, dám phạm thiên thần phong, muốn chết sao? Thần Thiên Nghiêu trên người khí thế vừa mới nở rộ, thiên thần phong phía trên tu sĩ liền giống giận, có người càng là giận mắng không thôi. Hừ, Thần Thiên Nghiêu lạnh rên một tiếng, khí thế lần nữa kéo lên, hư không đều tiếp nhận không được hắn uy áp, bắt đầu vỡ nát. Thiên thần phong chiến thần cảnh cùng với phía dưới tu sĩ, nhao nhao dọa đến quỳ nằm ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể nơm nớp lo sợ, đứng không vững. Những cái kia vừa mới giận mắng Thần Thiên Nghiêu người, tức thì bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, trong miệng máu tươi cuồng phún. Người nào, lúc này, một tiếng quát lớn vang vọng thương khung. Ngay sau đó, cả tòa thiên thần phong trong nháy mắt bị kim sắc lôi điện bao phủ, hóa thành một mảnh lôi điện hải. Lôi điện hải bên trong, càng là phù hiện ra một đạo thân ảnh, đó là một cái trên trăm trượng cao khôi ngô nam tử, tản ra vô cùng bá đạo cùng ngông cuồng khí tức, cho người nhìn không được quỳ bái. Chiến luân hồi, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, liếc mắt liền nhận ra cái kia khôi ngô nam tử thân phận. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái nói, chiến luân hồi cái này một bộ phân thân vậy mà cũng đột phá thiên thần trung kỳ. Vậy hắn bản thể chẳng phải là chỉ ít đi đến thiên thần cảnh trung kỳ. Cũng không phải Tiêu Phàm kinh ngạc chiến luân hồi thực lực, lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, đối mặt thiên thần hậu kỳ cũng sẽ không e ngại. Hắn khiếp sợ như vậy nguyên nhân là, chiến luân hồi có vẻ như thần phục Tiếu Thương Sinh, lấy hắn thiên thần cảnh trung kỳ trở lên thực lực vậy mà đều cam nguyện thần phục Tiếu Thương Sinh. Cái kia Tiếu Thương Sinh thực lực lại được như thế nào cường đại đâu? Chẳng lẽ là thiên thần cảnh đỉnh phong? Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm thật đúng là hảo hảo tính toán một cái, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn chiến thắng thiên thần cảnh đỉnh phong vẫn có nhất định độ khó. Tiêu Phàm, là ngươi. Chiến luân hồi linh hồn đảo qua bốn phía, trong nháy mắt rơi vào thiên thần phong dưới chân hai đạo thân ảnh phía trên. Chiến luân hồi, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm thần sắc mười phần đạm nhiên, hắn thu liễm trên người khí tức, dù là chiến luân hồi cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi. Bản điện chủ không đi tìm ngươi, ngươi dám tới tìm ta phiền phức. Cho là có người thay ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Chiến luân hồi liếc Thần Thiên Nghiêu một cái. Tiêu Phàm hắn có thể không để trong lòng, nhưng Thần Thiên Nghiêu thực lực hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ta không phải tới tìm ngươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên nhìn xem chiến luân hồi. Chiến luân hồi sững sờ, ngươi không phải tới tìm ta, như vậy là tìm người nào? Hay là nói Tiêu Phàm nhìn thấy bản thân nổi giận, cho nên sợ hãi? Bất quá khi hắn nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống tới lời nói lúc, kém chút phun ra mấy miệng lão huyết. Ta là tới tìm Quỷ Thiên Cừu, quay đầu lại thuận tiện đối phó ngươi. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói. Thuận tiện đối phó ta,
Chiến Luân Hồi thiếu chút nữa thì nhìn không được một cái tát đi qua, Tiêu Phàm cái kia ngữ khí, nhường hắn 10 phần khó chịu. Bản thân đường đường thiên thần cảnh cường giả, lại còn là ngươi một cái nho nhỏ chiến thần cảnh tu sĩ có thể đối phó. Còn thuận tiện em gái ngươi, ngươi nếu là có thể trong nháy mắt giết chết thiên thần cảnh cường giả, cái kia đã sớm giết đến tận đến, còn cần nói nhảm nhiều như vậy. Chiến Luân Hồi lạnh rên một tiếng, trong lòng như có vô tận lửa giận không cách nào phát tiết đồng dạng, khẽ cắn môi, lạnh giọng nói, ngươi tìm Quỷ Thiên Cửu làm cái gì? Tự nhiên có ta tác dụng, ngươi không tư cách biết rõ. Tiêu Phàm không muốn cùng Chiến Luân Hồi rông dài, hắn chỉ muốn đoạt lại mẫu thân hắn linh tính, về phần cùng Chiến Luân Hồi ở giữa thù, chỉ có quay đầu lại báo. Không tư cách biết rõ, Chiến Luân Hồi đằng đằng sát khí nói, hắn thân làm chiến thần điện điện chủ, thiên thần phong sự tình, làm sao có thể còn có hắn không tư cách biết rõ. Lời còn chưa dứt, Chiến Luân Hồi đột nhiên nhô ra một cái bàn tay, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí giận đập mà đi. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lợi mang gào thét mà ra, trực tiếp đem cái kia thần lực trưởng cương xé nát, cái kia lợi mang càng là nhanh chóng theo vào, xông thẳng Chiến Luân Hồi mà đi. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đám người chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ vang, Chiến Luân Hồi thân ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận lôi điện trùng kích tứ phía bát phương. Một bộ lôi điện phân thân mà thôi, cũng dám phách lối. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, căn bản không đem Chiến Luân Hồi lôi điện phân thân để ở trong mắt một dạng. Giờ phút này, cùng trước đó đối phó Tiêu Thần Võ lúc Tiêu Phàm điệu thấp khác biệt, ở chỗ này, Tiêu Phàm biểu hiện 10 phần cường thế, hoàn toàn như trước đây cường thế. Trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Phàm dám lặp lại nhiều lần tại Thiên Thần Phong động thủ. Quỷ Thiên Cừu, đi ra! Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên cao cao bốc lên, bá đạo trưởng cương từ trên cao gào thét mà xuống, bốn phía thương khung đều trực tiếp vỡ ra. Lần trước Tiêu Phàm chạy ra Thiên Thần Phong sự tình còn rõ mồn một trước mắt, mà hiện tại, Tiêu Phàm lại không phải trốn, mà là quang minh chính đại giết tới. Hắn thủ đoạn rất đơn giản, cũng rất thô bạo, bất quá vẫn là giống như trước kia đồng dạng cường thế cùng bá đạo. Thần Thiên Nghiêu dư quang không khỏi quét Tiêu Phàm một cái, trên mặt đều là lo lắng thần sắc, dạng này giết tới, đoán chừng đối phương càng thêm sẽ không đem Sở Lăng Vi Linh cho hắn. Oanh một tiếng nổ vang, Thiên Thần Phong trên bụi bặm tràn ngập, đất đá bay vụt, rất nhiều tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Đường đường Tu La Điện điện chủ, sẽ không ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội a. Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc, hư không đột nhiên một đạo một ngạt thanh âm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tiêu Phàm không có thu hồi bàn tay, mà là nhàn nhạt theo nguồn thanh âm nhìn lại. Lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ Thiên Thần Phong đỉnh đi từng bước một đến. Hắn chạy rất chậm, nhưng lại tựa như xúc địa thành thốn đồng dạng, rất nhanh liền xuất hiện ở cự ly Tiêu Phàm trăm trượng có hơn. Tiêu Phàm lúc này mới chậm rãi thu hồi bàn tay, quan sát tỉ mỉ lấy người tới, đó là một cái lão giả lưng còng, bọc lấy một bộ đồ đen, chỉ lộ ra một đôi tinh quang lập lòe con ngươi. Hắn đi động rất chậm, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa tản ra một cỗ cường đại khí tức. Thậm chí, Tiêu Phàm đều cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn uy áp. Thật cường đại linh hồn chi lực, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngưng tụ, hắn bây giờ không chỉ nhục thân đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, linh hồn chi lực cũng đồng dạng đi đến dạng này cảnh giới. Có thể đối phương linh hồn chi lực lại có thể cho hắn tạo thành lớn như thế áp lực, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này lão giả lưng còng là một cái linh hồn cao thủ. Quỷ Thiên Cừu. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh phun ra ba chữ, lạnh lẽo sát ý không thèm mảy may che giấu. A, không nghĩ tới Tu La Điện chủ vậy mà nhận biết lão hủ. Lão giả lưng còng khẽ cười một tiếng, ngữ khí 10 phần bình thản, thậm chí có một tia nghiền ngẫm. Như thế nói đến, là người bóc ra mẫu thân của ta linh tính. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đôi mắt xiết sạch lấp lóe. Nếu như không phải Sở Lăng Vi Linh còn tại đối phương trong tay, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm xông đi lên. Lão giả lưng còng Quỷ Thiên Cừu không có phủ định, mà là mở ra khô gầy bàn tay, lòng bàn tay lượn vòng lấy một đoàn bạch sắc mơ hồ quang mang, nhìn qua tựa như một người bộ dáng. Tiêu Phàm một cái liền nhận ra cái kia quang mang phát ra khí tức, chính là Sở Lăng Vi Linh không thể nghi ngờ.
ngươi hẳn là biết rõ ta muốn cái gì a. Quỷ Thiên Cừu ngữ khí 10 phần bình tĩnh nói, cười nhìn xem Tiêu Phàm nói, lộ ra một ngụm hơi trắng răng. Tiêu Phàm trên mặt trầm xuống, đưa tay vung lên, tại hắn trước người, đột nhiên xuất hiện một khối cổ phác thở mạnh màu xám đen thạch bi nhìn qua giống như một thanh kiếm, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí. Đây là, dù là thân làm thiên thần cảnh hậu kỳ thần Thiên Nghiêu cảm nhận được thạch bi phía trên phát ra khí tức, cũng là kinh ngạc không thôi, linh hồn hơi hơi chấn động. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như vậy, thân làm Tu La Sơn sơn chủ, thái cổ thần giới Tu La đế tộc nhân vật, gặp qua bảo bối vẫn là không ít. Nhưng là cái này một khối thạch bi, lại cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, có thể nghĩ cái này thạch bi bất phàm. Đối diện, Quỷ Thiên Cừu quanh thân hiện lên một màn màu đen vầng sáng, hướng về màu xám đen thạch bi dò tới, lúc này mới thu hồi linh hồn chi lực, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Đem mộ bi cho ta, Quỷ Thiên Cừu áp chế một cách cưỡng ép kích động trong lòng, nói. Đây là thiên địa lao ngục mộ bi. Đột nhiên, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy nơi xa lại có một đạo thân ảnh lấp lóe mà tới, chính là vừa mới bị Tiêu Phàm diệt một bộ linh hồn phân thân Chiến Luân Hồi. Chiến Luân Hồi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màu xám đen thạch bi, hận không thể lập tức đem nó đoạt tới. Thần Thiên Nghiêu nghe được Chiến Luân Hồi nói, cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc nói, điện chủ, cái này thực sự là thiên địa lao ngục mộ bi. Đánh nát hắn, thiên địa lao ngục liền sẽ cùng chiến hồn đại lục hòa làm một thể. Thần Thiên Nghiêu xem như Tu La Sơn chủ, tự nhiên cũng biết rõ chiến hồn đại lục một chút bí mật, chỉ là hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lên trước đó cùng Lâu Ngạo Thiên đối thoại. Vẫn là tòa kia hắc sắc cung điện bên trong, Tiêu Phàm nhớ tới bản thân tiến vào thiên địa lao ngục mục tiêu, hướng Lâu Ngạo Thiên hỏi, Lâu huynh. Người cũng biết thiên địa lao ngục mộ bi sự tình. Lúc ấy Tiêu Phàm tiến vào thiên địa lao ngục lâu như vậy, căn bản là không có nghe được bất luận cái gì có quan hệ mộ bi sự tình, đành phải hướng Lâu Ngạo Thiên hỏi thăm, dù sao Lâu Ngạo Thiên thần bí liền hắn đều nhìn không thấu mảy may, hẳn là biết rõ rất nhiều người khác không biết bí mật. Lâu Ngạo Thiên nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở vẻ, nói thiên địa lao ngục mộ bi kỳ thật cũng không tồn tại. Chỉ là lúc trước thần vô tận hư cấu đi ra mà thôi. Hư cấu đi ra mà thôi. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Lúc này, Lâu Ngạo Thiên thanh âm tiếp tục vang lên, nếu như quả thực là muốn nói thiên địa lao ngục có mộ bi nói, ta chính là giới này mộ bi. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không để ý tới biết Lâu Ngạo Thiên nói, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Lâu Ngạo Thiên thân làm người thủ mộ, thủ chính là thần vô tận cùng luyện tâm tử mộ. Hắn tự thân xem như thiên địa lao ngục mộ bi cũng tại tình lý bên trong. Chỉ là nếu như không chiếm được cái này mộ bi nói, hắn Tiêu Phàm còn có rất nhiều sự tình không cách nào hoàn thành, tỉ như nhảy ra tiêu thần võ cục, tỉ như cứu trở về mẫu thân hắn Sở Lăng Vi linh tính. Lâu Ngạo Thiên cũng giống như nhìn ra Tiêu Phàm lo lắng, sau đó lấy ra một khối tảng đá lớn, một chỉ bắn ra, từng đạo kiếm khí tại hắn đầu ngón tay nở rộ. Chỉ thấy hòn đá kia phía trên toái thạch chóc ra, sau một lát phổ thông thạch đầu liền biến thành một khối thạch bi bộ dáng, vẹn vẹn phát ra kiếm khí, liền để thiên thần cường giả đều không thở nổi. Nắm giữ vật này, hẳn có thể giải quyết ngươi vấn đề, hiện tại, ta lại đem thiên địa lao ngục giải phong phương pháp giao cho ngươi, luôn có một ngày, thiên địa lao ngục đều hẳn là trở về chiến hồn đại lục. Lâu Ngạo Thiên tiện tay đem thạch bi ném tới Tiêu Phàm trước người nói. Nghĩ đến những lời này, Tiêu Phàm trong lòng một trận thổn thức, còn tốt đụng tới Lâu Ngạo Thiên, bằng không hiện tại hắn liền thực lâm vào bị động. Tiêu Phàm không có trả lời Thần Thiên Nghiêu nói, mà là nhìn về phía Quỷ Thiên Cừu nói, đem ta mẫu thân linh cho ngươi, cái này mộ bi tự nhiên là ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có nói điều kiện với ta tư cách sao? Quỷ Thiên Cừu ngữ khí lạnh lẽo, bàn tay hơi hơi rung động, một đạo lợi mang bắn vào trong tay bạch sắc quang mang bên trong. Tựa như muốn đem cái kia quang mang xé nát một dạng. Mẫu thân của ta nếu có bất luận cái gì không hay xảy ra, ta nhất định muốn đem ngươi lột ra. Tiêu Phàm giận dữ hét, trên người sát khí gần như liền muốn triệt để bộc phát. Hắn cưỡng ép nhìn xuống trong lòng lửa giận, một chưởng vỗ tại trên tấm bia đá một bên, thạch bi hóa thành một vệt sáng rơi vào Quỷ Thiên Cừu trước người. Quỷ Thiên Cừu nhìn thạch bi một cái, trên mặt lộ ra một tia hài lòng thiếu dung.
hắn mặc dù không biết chân chính thiên địa lao ngục mộ bi là cái gì bộ dáng. Nhưng hắn biết rõ, trước mắt khối này thạch bi phía trên phát ra khí tức, chỉ có thần vương cường giả mới có thể lưu lại. Hiện tại nên là ngươi làm tròn lời hứa, Tiêu Phàm mặt âm trầm nói. Hứa hẹn, cam kết gì, Quỷ Thiên Cừu một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn không nghĩ tới Quỷ Thiên Cừu cùng Tiêu Thần Võ một dạng vô sỉ, vậy mà không định đem hắn mẫu thân linh hồn cho bản thân. Ngươi xác định ngươi không cho ta. Tiêu Phàm cưỡng ép khôi phục bình tĩnh, thần sắc băng lãnh nhìn xem Quỷ Thiên Cừu nói. Cho, ta tự nhiên sẽ cho. Quỷ Thiên Cừu lắc đầu, ngưng tiếng nói, nghe nói Tu La Điện lịch đại điện chủ vật truyền thừa tại ngươi trong tay, chỉ cần ngươi đem cái kia vật truyền thừa cho ta, ta liền đem mẫu thân ngươi linh cho ngươi. Điện chủ, không muốn đáp ứng hắn, ngươi nếu cho hắn, hắn khẳng định còn sẽ xách những điều kiện khác. Thần Thiên Nghiêu vội vàng nói ra. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay tức khắc nhiều một cái huyết sắc hộp ngọc phong ấn cực kỳ huyền diệu, dù là thiên thần cảnh cũng không thể tùy tiện mở ra. Quỷ Thiên Cừu trên mặt hiện lên một tiếu dung, hắn biết rõ Tiêu Phàm là một cái trọng tình nghĩa người, cũng đồng dạng là một cái hiếu tử, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem mẫu thân mình biến thành xác chết di động. Bất quá sau một khắc, Quỷ Thiên Cừu trên mặt tiếu dung liền cứng ngắc tại đó, sau đó bị băng xương chi khí chiếm lấy. Chỉ thấy Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, trực tiếp đem hư không cho vỡ ra đến, sau đó đem hộp ngọc ném vào hư vô liệt phùng bên trong, nhìn về phía Quỷ Thiên Cừu nói, đem ta mẫu thân linh cho ta, bằng không, vật này ngươi đời này rốt cuộc đừng muốn lấy được. Quỷ Thiên Cừu ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán, hắn biết rõ, Tiêu Phàm cũng không phải là đang nói đùa. Nếu như Tiêu Phàm không đáp ứng, hắn thực sẽ đem huyết sắc ngọc hạp ném vào hư vô liệt phùng bên trong. Hư vô liệt phùng bên trong cố nhiên không đả thương được hắn Quỷ Thiên Cừu tính mệnh, nhưng mấu chốt là, hư vô liệt phùng quá mức rộng lớn, đừng nói hắn chỉ là thiên thần cảnh, chính là thần vương, cũng khó có thể tại hư vô liệt phùng bên trong tìm tới một dạng vật nhỏ. Ngươi dám uy hiếp ta, Quỷ Thiên Cừu sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm nói, cho tới bây giờ chỉ có hắn uy hiếp người khác, không có người khác uy hiếp hắn. Ngươi không phải cũng đang uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế phẫn nộ, ngươi nhà cho ngươi mộ bi ngươi còn không vừa lòng, còn muốn trong hộp ngọc đồ vật, thật đúng là hắn nha lòng tham không đủ a. Ta nếu thật đem cái này huyết sắc ngọc hạp cho ngươi, qua một lúc có phải hay không còn muốn ta mệnh đâu? Tiêu Phàm mặc dù sẽ không đối bản thân mẫu thân gặp chết không cứu, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu như chính mình cũng chết, lại làm sao có thể cứu mẫu thân đâu. Quỷ Thiên Cừu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cũng không có lập tức xuất thủ. Quỷ Thiên Cừu, giết hắn là được, chỗ nào cần phải cùng hắn dài dòng như vậy. Chiến Luân Hồi đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, hận không thể lập tức xông đi lên. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm trưởng thành, hiện tại hắn đều nhìn không thấu Tiêu Phàm, đợi một thời gian, có phải hay không liền hắn đều không phải Tiêu Phàm đối thủ đâu. Huống chi, hắn Chiến Luân Hồi cùng Tiêu Phàm ở giữa vốn liền có thù, hắn tự nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Ngươi đem hộp ngọc cho ta, ta đem ngươi mẫu thân linh trả lại cho ngươi. Trầm mặc lúc này, Quỷ Thiên Cừu lại nói. Không có ý tứ, ta hiện tại không tin ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, hắn vừa mới chính là bởi vì tín nhiệm Quỷ Thiên Cừu, cho nên mới ăn một cái thiệt thòi. Qua một lúc nếu là đem vật này cho Quỷ Thiên Cừu, Quỷ Thiên Cừu lại vi phạm hứa hẹn, ăn thiệt thòi còn là chính hắn. Huống hồ, Tiêu Phàm còn không biết mẫu thân hắn linh phải chăng bình yên vô sự đâu. Ngươi sẽ không sợ ta diệt mẫu thân ngươi linh, Quỷ Thiên Cừu âm lãnh nói, trên người tản ra một cỗ lạnh lẽo khí tức. Ngươi sẽ không, nếu không cũng sẽ không đợi đến hiện tại mới động thủ. Tiêu Phàm thần sắc 10 phần chắc chắn, cười lạnh nói, huống chi, ngươi rất rõ ràng hộp ngọc này bên trong là thứ gì. Ngươi là cần ngươi mẫu thân mệnh đang đánh cược sao? Quỷ Thiên Cừu không nghĩ tới Tiêu Phàm thậm chí ngay cả mẫu thân mình tính mệnh đều không để ý. Nếu như ngươi có thể liền thần vương thần cách đều có thể không nhìn, cái kia coi như ta cược thua, ta Tiêu Phàm cũng thừa nhận mình là một con bất hiếu. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Thần vương thần cách, một bên Thần Thiên Nghiêu nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay hộp ngọc. Thần vương thần cách a. Một khi luyện hóa, liền có thể trở thành thần vương cấp bậc tồn tại,
đổi lại là người nào, đều sẽ không nhìn. Phải biết, cho dù tại thái cổ thần giới, thần vương cũng là một phương cự phách, không phải có thể tùy tiện đắc tội tồn tại. Chiến Luân Hồi cùng Quỷ Thiên Cửu hai người đều hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay hộp ngọc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia tham lam. Mẫu thân ngươi linh ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi trong tay đồ vật, cũng phải cho ta. Quỷ Thiên Cửu cuối cùng vẫn lùi một bước. Đưa tay vung lên, hắn trong tay quang đoàn trong nháy mắt hướng về Tiêu Phàm vị trí bay vụt mà tới, vững vàng rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Chờ ta chốc lát, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tiểu thiên địa bên trong. Đột phá đến thiên thần cảnh, Tiêu Phàm tiểu thiên địa cũng đã trưởng thành đến chu vi 20 vạn dặm, cùng chân chính tiểu thế giới cũng đã không có cái gì khác nhau. Hơn nữa, Tiêu Phàm nhường Cửu Âm Thần Long cùng Nhạc Nhân tộc tại tiểu thiên địa trung ương nhất kiến tạo một tòa chu vi vạn dặm đại thành, cũng đã đơn giản quy mô. Tiêu Phàm tin tưởng, Nhạc Nhân tộc gia tộc nhất định sẽ tăng tốc tiểu thiên địa phát triển. Tiến vào tiểu thiên địa, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một cái Sở Lăng Vi linh tính, nhưng hắn ngoài ý muốn là, Quỷ Thiên Cửu vậy mà không có ở Sở Lăng Vi linh tính trên làm cái gì tay chân, Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm lại. Đem đoàn kia bạch sắc quang mang đưa vào Sở Lăng Vi thể nội. Nếu như là chiến thần cảnh, Tiêu Phàm còn không thể làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái, dù sao hắn không am hiểu linh hồn phương diện y thuật. Nhưng là hiện tại, giải phong tu la truyền thừa, Tiêu Phàm đối linh hồn phương diện cũng rất có nghiên cứu chữa cho tốt mẫu thân hắn vẫn là không có vấn đề gì. Sau một lát, Sở Lăng Vi tỉnh lại, Tiêu Phàm lúc này mới lộ ra vui mừng tiếu dung. Bây giờ mẫu thân hắn vấn đề đã giải quyết, chiến hồn đại lục sự tình, hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Cũng ngay tại Tiêu Phàm tiến vào tiểu thiên địa sau đó, Chiến Luân Hồi nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, trên mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Đột nhiên Chiến Luân Hồi ánh mắt sáng lên, sau đó đối Thiên Thần Phong một cái hướng khác truyền âm nói, tốc độ chạy tới Đông Hải, hủy diệt Tu La Điện. Theo lấy Chiến Luân Hồi ra lệnh một tiếng, Thiên Thần Phong một bên khác, từng chiếc thần châu cực tốc hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết tất cả những thứ này, hắn cùng với Tiêu Linh Nhi cùng Sở Lăng Vi tán gẫu, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn chẳng quan tâm. Thần Thiên Nghiêu nhìn thấy Tiêu Phàm nửa ngày không xuất hiện, mặt sạm lại đứng ở đó, nếu như không phải Tiêu Phàm bàn giao hắn không muốn rời đi, đoán chừng hắn đã sớm đi. Thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Ca, cái gì không sai biệt lắm? Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Không có gì, con cá nhanh lên câu mà thôi, ngươi và mụ mụ trước tiên chờ ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Phàm cười cười, nhìn thấy Sở Lăng Vi tỉnh lại, Tiêu Phàm giờ phút này tâm tình cũng tốt đẹp. Phàm Nhi, cẩn thận một chút. Sở Lăng Vi yêu mến nói, dù là biết rõ Tiêu Phàm đột phá đến thiên thần cảnh, nhưng xem như mẫu thân, Sở Lăng Vi vẫn là một dạng đem Tiêu Phàm xem như một đứa bé. Mụ mụ, ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu liền rời đi tiểu thiên địa, lần nữa xuất hiện ở ngoại giới. Tiêu Phàm, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Quỷ Thiên Cửu trước tiên nhíu mày nói, trong mắt lóe lên một tia nóng rực vẻ. Ngươi yên tâm. Ta có thể không phải ngươi và Tiêu Thần Võ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, dư quang nhìn một chút chân trời, tiện tay liền đem trong tay huyết sắc ngọc hạp hướng về Quỷ Thiên Cửu vị trí vung đi lên. Hô, 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 Quỷ Thiên Cửu còn chưa động thủ, đột nhiên mấy đạo lưu quang từ chung quanh gào thét mà tới, hướng về huyết sắc hạp tử đánh tới, Quỷ Thiên Cửu có thể rõ ràng cảm nhận được bên người một đạo kình phong thổi qua, trừ Chiến Luân Hồi còn có thể là ai đâu. Bất quá không chỉ Chiến Luân Hồi động thủ, hư không đột nhiên còn toát ra hai đạo thân ảnh, hai người kia trên người khí thế vậy mà không thể so với Chiến Luân Hồi yếu. Lại là hai cái thiên thần cảnh hậu kỳ, Quỷ Thiên Cửu trong đầu trong nháy mắt toát ra hai đạo thân ảnh, cũng chỉ có hai người kia, mới dám ở chỗ này đoạt đồ vật. Ngươi dám, Quỷ Thiên Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đồng dạng nhào đi lên, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cuối cùng chậm nửa nhịp. Chỗ nào có thể so với ba đạo thân ảnh kia? Oanh long long, hư không một trận rung động, ba đạo thân ảnh kia nhanh chóng đụng vào nhau, đáng sợ năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương.
Không đợi Quỷ Thiên Cừu lấy lại tinh thần, bốn phía không gian nổ tung, huyết sắc hạp tử bị một cỗ đại lực trùng kích, hướng về hư vô liệt phùng bên trong bắn nhanh đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh kia cũng không chút do dự xông vào hư vô liệt phùng bên trong. Dạ Cửu U, Tiêu Thần Võ, Quỷ Thiên Cừu nhận ra hai đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt ngừng thân hình, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, người mới vừa rồi là cố ý đang kéo dài thời gian, người đã sớm biết rõ Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ sẽ đến. Ta cũng không giống như người bội bạc, huyết sắc ngọc hạp đã cho ngươi, là ngươi bản thân không cầm tới. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem Quỷ Thiên Cừu. Hắn chờ lâu như vậy, không phải liền là tại chờ lấy con cá mắc câu sao? Thần Thiên Nghiêu nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nguyên bản coi là Tiêu Phàm chỉ là đơn thuần cứu trở về mẫu thân hắn linh tính mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà tính toán nhiều như vậy. Đầu tiên là bị Tiêu Thần Võ uy hiếp, cố ý xung làm Tiêu Thần Võ con tin, đem Tiêu gia cùng Thần Phong học viện người cứu ra, thuận tiện chọc giận Tiêu Thần Võ. Sau đó trực tiếp đi thần vực giải cứu hắn mẫu thân linh tính, Tiêu Thần Võ nếu như biết rõ Tiêu Phàm chạy tới thần vực, nhất định sẽ đuổi theo, bởi vì Tiêu Phàm mới từ thiên địa lao ngục đi ra, trên người vô cùng có khả năng nắm giữ mộ bi. Trước đó Tiêu Thần Võ nhường Tiêu Phàm tiến về thiên địa lao ngục, không phải liền là nhường hắn lấy được mộ bi sao? Chỉ là Thần Thiên Nghiêu nghĩ không ra là, Tiêu Phàm trước đó cố ý tránh ra Tiêu Thần Võ, không cho hắn biết rõ bản thân hành tung. Cái kia Tiêu Thần Võ lại là như thế nào đuổi tới nơi này đây? Tiêu Thần Võ không nên biết rõ bọn họ đi tới thần vực mới đúng a. Mặt khác, còn có Dạ Cửu U, hắn tại phía xa Bắc vực, làm sao có thể vào lúc này chạy tới thần vực cướp đoạt mộ bi cùng thần vương thần cách? Thần Thiên Nghiêu phát hiện, tất cả những thứ này đều tại Tiêu Phàm tính toán bên trong, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Tiêu Phàm nhìn ra Thần Thiên Nghiêu trong lòng nghi hoặc, truyền âm giải thích nói, nếu như ta cố ý nhường Tiêu Thần Võ biết rõ ta muốn đi thần vực, người nói hắn biết như thế nào? Tiêu Thần Võ là một cái trời sinh tính đa nghi người, người nếu cố ý đi thần vực nói, hắn hẳn là sẽ không cùng đi theo. Thần Thiên Nghiêu chi tiết nói ra. Cho nên, ta phải gạt hắn đến. Tiêu Phàm âm lãnh cười một tiếng, lại nói, hắn có thể thời khắc giám thị ta chẳng lẽ cho hắn truyền lại một tin tức rất khó sao? Ngươi là nói. Người cố ý cho người đem tin tức này truyền lại cho Tiêu Thần Võ. Thần Thiên Nghiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia ánh mắt như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá rất nhanh hắn lại nhớ tới cái gì, nói ra, không đúng, ngươi cho ta tư liệu ghi chép, Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U là 10 phần chờ mong hủy đi thiên địa lao ngục mộ bi, cái kia tại sao bọn họ nhìn thấy mộ bi thời khắc không có xuất hiện đâu? Ta không phải đang kéo dài thời gian sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Ngươi là nói, lúc kia Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U còn chưa đến. Thần Thiên Nghiêu trong nháy mắt minh bạch cái gì? Cũng ngay tại Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu truyền âm thời khắc, Tiêu Thần Võ, Dạ Cửu U, Chiến Luân Hồi ba người lại là chiến kịch liệt vô cùng, rất nhanh liền biến mất ở hư vô liệt phùng bên trong. Đợi bốn phía hư vô liệt phùng biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm lại là ngoài ý muốn phát hiện, Quỷ Thiên Cừu vậy mà không có đuổi theo. Thần sắc bình tĩnh như thường, cũng không có Tiêu Phàm trong tưởng tượng muốn đánh đánh giết giết. Ngươi không muốn cái kia thần vương thần cách sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như liền cùng lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Nếu như là thần vương thần cách, ngươi cũng sẽ không cam lòng ném ra bên ngoài. Quỷ Thiên Cừu lắc đầu, hiển nhiên, hắn không tin cái kia hộp ngọc bên trong là thần vương thần cách, chân chính thần vương thần cách hẳn là còn ở Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, lòng bàn tay lại xuất hiện một cái hộp ngọc, cùng vừa rồi hộp ngọc nhìn qua cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Bị Quỷ Thiên Cừu uy hiếp, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không phải đồ đần, sẽ không thật ngốc đến đem cái hộp ngọc này giao ra ngoài. Quỷ Thiên Cừu nếu là lấy được hộp ngọc, coi như diệt Sở Lăng Vi Linh, Tiêu Phàm cũng không thể làm gì. Có hộp ngọc này tại trong tay, hắn chí ít cũng có thể có một phần bảo hộ. Quỷ Thiên Cừu híp hai mắt quét hộp ngọc một cái. Sau đó hít sâu một cái, thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, ngươi sẽ không sợ ta tại mẫu thân ngươi linh tính trên làm chút tay chân sao? Ngươi cảm thấy ngươi linh hồn so với ta cường đại sao? Tiêu Phàm 10 phần tự tin nói, hắn bây giờ linh hồn đã đầy đủ cường đại,
nếu như Quỷ Thiên Cừu tại Sở Lăng Vi linh tính trên làm chút tay chân, hắn còn có thể phát hiện. Nhìn đến ngươi 10 phần tự tin, thôi, ta đoạt mẫu thân ngươi linh tính, vốn liền là vì lấy được cái này mộ bi mà thôi, ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, còn không đến mức dùng một cái chiến thánh cảnh đến uy hiếp ngươi. Quỷ Thiên Cừu cười nhạt một cái nói. Đột nhiên, hắn một chỉ bắn ra, một vệt sáng từ hắn giữa ngón tay gào thét mà ra, bắn về phía Tiêu Phàm vị trí. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hắn lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một đoàn quang mang, cảm nhận được trong đó lực lượng, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hiện tại ngươi chính là tự tin như vậy sao? Quỷ Thiên Cừu cười nhạt một cái nói. Tiêu Phàm trầm mặc, không biết trả lời như thế nào, hắn trong tay quang đoàn cũng không phải là cái khác, mà là Sở Lăng Vi một sợi linh tính, cái này linh tính nhìn như rất phổ thông, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc lực lượng. Nếu như thiếu thốn cái này một sợi linh tính, mẫu thân hắn Sở Lăng Vi 10 phần có khả năng xảy ra vấn đề. Tiêu Phàm nơi nào không biết, hắn là đánh giá quá thấp Quỷ Thiên Cừu, có chút đồ vật, cũng không phải là linh hồn đầy đủ cường đại liền có thể giải quyết, liền tựa như một bệnh nhân, chiến thần cảnh chưa chắc có thể chữa cho tốt hắn, nhưng xem như bác sĩ Tiêu Phàm, dù là chỉ là chiến thánh cảnh, cũng đồng dạng có thể chữa cho tốt. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Quỷ Thiên Cừu tại linh hồn phương diện tạo nghệ, xa không phải hắn Tiêu Phàm có thể so sánh. Bất quá Tiêu Phàm nghĩ không ra là, Quỷ Thiên Cừu vì sao muốn đem Sở Lăng Vi cuối cùng một sợi linh tính còn cho bản thân đâu? Chẳng lẽ hắn đang nịnh nọt bản thân? Tiêu Phàm lắc đầu, Quỷ Thiên Cừu thực lực không yếu, căn bản không tất yếu nịnh nọt bản thân, nếu như Quỷ Thiên Cừu dùng mẫu thân hắn tính mệnh đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm 89 phần 10 là sẽ chịu thua. Mặt khác, cho dù Quỷ Thiên Cừu nghĩ nịnh nọt bản thân, hắn trước đó cũng căn bản không tất yếu tước đoạt mẫu thân hắn Sở Lăng Vi linh tính, đây hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm hoàn toàn nghĩ không ra Quỷ Thiên Cừu là có ý gì, Quỷ Thiên Cừu thế nhưng là tiếu thương sinh thủ hạ, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn hẳn là đối phó chính mình mới đúng a. Bất quá chỉ từ điểm này, Tiêu Phàm cũng đã đối Quỷ Thiên Cừu lau mắt mà nhìn. Chỉ ít hắn không phải vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người. Oanh, đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, hư không một tiếng nổ vang, chân trời trực tiếp vỡ ra, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt từ hư vô liệt phùng bên trong sông tới. Tiêu Phàm, ngươi dám lừa gạt bản tôn, một đạo ngông cuồng mà phẫn nộ thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy ba đạo trưởng cương từ phía chân trời lao xuống mà tới, hướng về Tiêu Phàm cùng thần thiên nghiêu tập sát mà đến. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thân hình cực tốc nhanh chóng thối lui, tránh thoát cái kia ba đạo trưởng cương công kích. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh chính đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng theo dõi hắn, ba người không phải người khác, chính là Tiêu Thần Võ, Giả Cửu U cùng Chiến Luân Hồi. Giờ phút này ba người, máu me khắp người, bộ dáng 10 phần chật vật, vừa mới chiến đấu, bọn họ tàn sát lẫn nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu không nhẹ thương. Tiêu Phàm thần sắc 10 phần bình tĩnh, trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu như Tiếu Thương Sinh có thể đến, hắn cửu nhân cũng coi như tề tựu. Đem thần vương thần cách giao đi ra, Chiến Luân Hồi âm thanh lạnh lùng nói, hắn dùng tay bóp, trong tay huyết sắc ngọc hạp tức khắc hóa thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Nếu quả thật là thần vương thần cách, vậy cũng không phải bọn họ những ngày này thần cảnh liền có thể hủy diệt. Cái hộp ngọc này, các ngươi xác định muốn sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem ba người nói, không khỏi ném ném trong tay huyết sắc ngọc hạp. Lấy hắn hiện tại lực lượng, cố nhiên không nhất định là tam đại thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả đối thủ, nhưng là Tiêu Thần Võ bọn họ nghĩ giết hắn Tiêu Phàm, cũng là không thể nào. Từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, thật sự cho rằng đột phá thiên thần cảnh, ngươi liền nghịch thiên hay sao, run rế đồng dạng đồ vật. Giả Cửu U lạnh rên một tiếng, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Chấn động đến bốn phía tu sĩ tê cả ra đầu. Run rế, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nói, ngươi vừa mới không phải cũng bị một con kiến hôi đùa nghịch xoay quanh sao? Ngươi Giả Cửu U nếu như bị một con run rế giết chết, cái kia chẳng phải là nói rõ ngươi ngay cả run rế đều không bằng. Run rế, tự tìm cái chết đồ vật, Giả Cửu U âm trầm con ngươi chán phóng băng lãnh sát khí. Một ngụm một tiếng run rế, ta cũng phải nhìn xem, ngươi tính cái thứ gì? Tiêu Phàm thần sắc như thường, sau đó đột nhiên mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay,
chỉ Dạ Cửu U quát mắng nói, Dạ Cửu U, lăn tới nhận lấy cái chết. Dạ Cửu U, lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm ngữ khí rất bá đạo, tràn đầy một loại cuồng dã, dường như bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng. Bây giờ nên cứu người đều cũng đã đều cứu, hắn cũng sẽ không bị Tiêu Thần Võ cùng Tiếu Thương Sinh bọn họ đến uy hiếp, Tiêu Phàm cũng đã không có cái gì kiêng kỵ. Dạ Cửu U xác thực rất mạnh, chỉ ít so Tiêu Phàm tưởng tượng mạnh, nguyên bản Tiêu Phàm cho là hắn cũng chính là phổ thông thiên thần cảnh mà thôi, một khi bản thân đột phá thiên thần cảnh, liền có thể nghiền sát hắn. Bất quá bây giờ nhìn đến, Tiêu Phàm bản thân vẫn là coi thường Dạ Cửu U thực lực, chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề sợ hãi. Hắn cũng rất muốn thử xem bản thân hiện tại lực lượng, Dạ Cửu U có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh Vô Lượng Thần Lôi Kiếp mạnh sao? Phải biết, Vô Lượng Thần Lôi Kiếp thế nhưng là có thể tùy tiện diệt sát thiên thần cảnh đỉnh phong a. Chết, Dạ Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà tới. Hư không bạo hưởng không thôi. Một kích này, không có bất luận cái gì áo nghĩa, cũng không có thần thông thủ đoạn, chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể mà thôi. Bất quá tại Dạ Cửu U nhìn đến, một quyền oanh sát một cái thiên thần cảnh trung kỳ cũng đã dư xài. Dạ Cửu U thật đúng là thật mạnh sức mạnh thân thể, đoán chừng nhục thân cự ly đệ tứ trọng bất hủ chi cảnh cũng không xa. Chiến Luân Hồi lông mày hơi nhíu, vừa mới cùng Dạ Cửu U một trận chiến. Hắn cũng thật sâu cảm nhận được Dạ Cửu U cường đại. Nếu như liều mạng nói, hắn đối mặt Dạ Cửu U đều không có bất luận cái gì nắm chắc, chớ nói chi là Tiêu Phàm. Không đúng, Dạ Cửu U lực lượng làm sao như thế thuần túy, mà lại còn hàm chứa nồng đậm thần tính, cái này không quá giống hắn. Tiêu Thần Võ cau mày, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Muốn nói đối Dạ Cửu U biết, trong thiên hạ đoán chừng cũng không có so với hắn Tiêu Thần Võ càng biết. Nhưng trước mắt Dạ Cửu U lại là thần tính 10 phần, giống như một tôn thánh khiết vô hạ chân thần đồng dạng, cùng hắn trong trí nhớ Dạ Cửu U hoàn toàn không giống. Tiểu tử này cũng dám khiêu khích Cửu U ma thần, nhất định chính là tự tìm cái chết a. Người nào nói không phải đây, dù là hắn thiên phú tuyệt luân, nhưng là vẻn vẹn vừa mới đột phá thiên thần cảnh mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào, có thể hay không đỡ được Cửu U ma thần một kích đều không biết đâu. Còn phải nghĩ sao? Khẳng định không tiếp nổi a, Cửu U ma thần thực lực biết bao cường đại, năm đó hắn thế nhưng là kém chút hủy đi Chiến Hồn Đại Lục. Bốn phía tu sĩ cũng không kiêng nể gì cả nghị luận, phần lớn người đều không coi trọng Tiêu Phàm, cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, tất cả mọi người trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tại bọn họ ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên giống như đạn pháo bắn ra. Một quyền hướng về Dạ Cửu U quyền cương oanh đi lên, uy thế hung mãnh vô cùng. Tiểu tử này, vậy mà muốn theo Cửu U ma thần liều mạng. Chẳng lẽ hắn không biết, Cửu U ma thần am hiểu nhất chính là nhục thân chi lực sao? Đừng nói ngươi chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, coi như ngươi là thiên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, bằng vào sức mạnh thân thể nói, đều không nhất định là Cửu U ma thần đối thủ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tu La nhất tộc am hiểu chính là nhục thân, tin đồn, đột phá thiên thần cảnh một quyền có thể nát tinh thần cũng không phải là giả. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm cũng dám cùng Dạ Cửu U liều nhục thân, đây không phải tự tìm cái chết lại là cái gì. Oanh, tại tất cả mọi người khinh thường thanh âm bên trong, Tiêu Phàm rốt cục cùng Dạ Cửu U nắm đấm đụng vào nhau, hư không đều bao phủ hoàn toàn. Sau đó, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh sự tình phát sinh. Chỉ thấy Dạ Cửu U thân thể đột nhiên giống như đạn pháo bay ngược mà ra, trong miệng còn phun ra từng đạo máu tươi, trên mặt lộ ra run rẩy vẻ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, Dạ Cửu U cánh tay trực tiếp sụp đổ xuống dưới, thậm chí có hết mấy chỗ địa phương xương cốt phá toái, muốn khôi phục, đoán chừng cần không ít linh đan rượu dược. Cái này làm sao có thể? Có người kinh hô mà ra, hoàn toàn không tin bản thân chứng kiến, hai tay không ngừng xoa hai mắt. Bị oanh bay cũng không phải là cái người khác, mà là Dạ Cửu U. Đường đường thiên thần cảnh hậu kỳ, lại bị một cái vừa mới đột phá thiên thần cảnh tiểu tử một quyền đánh bay. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái này nếu như không phải chân thực nhìn thấy, người nào đều sẽ không tin tưởng. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Dạ Cửu U thực bị oanh bay, hơn nữa có vẻ như còn thụ bị thương rất nặng. Tiêu Phàm không phải vừa mới đột phá thiên thần cảnh à? Hắn làm sao có thể như thế cường đại?
Đừng nói đám người nghĩ không ra, chính là Dạ Cửu U cũng nghĩ không rõ, hắn trong lòng phiền muộn muốn thổ huyết. Nguyên bản coi là giết chết Tiêu Phàm chỉ là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, có thể hiện tại nhìn đến, hoàn toàn không phải chuyện như thế, muốn giết chết Tiêu Phàm, có thể không phải đơn giản như vậy. Thiên thần trung kỳ, ngươi không phải vừa mới đột phá thiên thần cảnh sao? Chiến Luân Hồi cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nói đùa cái gì, có thể đem thiên thần cảnh hậu kỳ đánh bay, cái này tại sao có thể là vừa mới đột phá thiên thần cảnh? Hắn trong lòng thầm mắng. Tiêu Phàm người như vậy đều là run dế, người Dạ Cửu U chẳng phải là liền run dế đều không bằng. Ai nói đột phá thiên thần cảnh chỉ có thể làm từng bước một đột phá, nhìn ta không được đánh chết hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều biến, cái này tuyệt đối không phải một cái mặc người chém giết người, về sau gặp gỡ hắn nhất định muốn cẩn thận là hơn, kính nhi viễn chi. Đừng nói đám người không biết Tiêu Phàm tại sao mạnh như vậy. Ngay cả Tiêu Phàm mình cũng là buồn bực vô cùng, bị bản thân vừa mới bộc phát thực lực giật mình, hiện tại hắn, chính là thiên thần cảnh đỉnh phong cũng dám cứng đối cứng. Chẳng lẽ là lôi kiếp nguyên nhân, lôi điện rèn luyện nhục thân, để cho ta sức mạnh thân thể tăng cường gấp bội, thẳng bức thiên thần đỉnh phong sức mạnh thân thể. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Từ khi vượt qua vô lượng thần lôi kiếp sau đó, Tiêu Phàm liền cảm giác bản thân sức mạnh thân thể cường đại mấy cái cấp bậc. Chỉ là hắn còn không có tới kịp đi xác minh mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm không phải vượt qua vô lượng thần lôi kiếp, kinh lịch cửu tử nhất sinh, hắn nhục thân cũng không có khả năng như thế cường đại. Đây quả thực là vô địch nhục thân a. Nơi xa đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Tiêu Phàm. Đường đường thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả đến đối phó hắn, lại rơi vào dạng này hạ tràng, bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Đám người trong thời gian ngắn còn không thể nào tiếp thu được. Chính là Tiêu Thần Võ, Chiến Luân Hồi cùng nơi xa Quỷ Thiên Cửu cũng không quá tin tưởng bản thân con mắt, bị Tiêu Phàm sức mạnh thân thể cho triệt để chấn trụ. Hỗn trướng, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Lúc này, phế tích bên trong Dạ Cửu U lần nữa xông tới, trên người sát khí giống như chảy ra một dạng. Cũng khó trách hắn như thế phẫn nộ, bản thân lại bị Tiêu Phàm thiên thần cảnh hậu kỳ đánh bay. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Lan, Tiêu Phàm kích phát lực lượng toàn thân, hội tụ thành một cái to lớn trưởng cương, hung hăng hướng về Dạ Cửu U quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Cửu U trước người, một vệt sáng lấp lóe, hung hăng quất vào Dạ Cửu U trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn, vừa mới đứng lên Dạ Cửu U lại bị một đạo trưởng cương hung hăng quất bay. Trong miệng bay vụt ra mấy đạo máu tươi, trong máu tươi kẹp theo từng khỏa răng máu. Chu Vi xem tu sĩ thấy thế, không khỏi khóe miệng giật một cái, hít một hơi lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Tiêu Thần Võ cùng Chiến Luân Hồi hai người có chút may mắn vừa mới bản thân không có xông đi lên, bằng không, một quyền này một bàn tay, rất có thể rơi tại bọn họ trên người. Dạ Cửu U thiếu chút nữa cũng bị Tiêu Phàm một tát này ngất đi, trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, nổ đom đóm mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Từng ấy năm tới nay như vậy, dù là bị người phân thây, đều cho tới bây giờ không có người rút qua hắn tát tai, cái này khẩu khí, hắn là không thể nào nuốt xuống. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, lạnh lùng nhìn xuống nơi xa Dạ Cửu U nói, Dạ Cửu U. Ngươi thế nhưng là đường đường huyết ma bộ lạc lĩnh chúa, thiên thần cảnh cường giả, chẳng lẽ liền một con kiến hôi đều không bằng. Bốn phía tu sĩ nghe được Tiêu Phàm lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ quái dị, vừa mới cái kia Dạ Cửu U không phải rất phách lối à, luôn mồm xưng Tiêu Phàm làm kiến hôi. Mà hiện tại, hắn Dạ Cửu U lại bị một cái hắn cho rằng là run dế tu sĩ tát tay đi, chẳng phải là nói rõ hắn liền run dế đều không bằng. Không thể nghi ngờ. Đây là đối Dạ Cửu U một loại to lớn nhất châm chọc. Bị bản thân luôn mồm trở thành run dế người một bàn tay đập bay, nhất định chính là run dế bên trong run dế A. Dạ Cửu U đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, lần này, hắn không có lập tức xông đi lên, Tiêu Phàm cường đại hắn đã thấy qua. Nếu như tùy tiện giết tới, người nào biết rõ còn sẽ có sự tình gì phát sinh. Vừa mới bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, lại bị một bàn tay quất bay. Cái này đã là đối với hắn to lớn nhất lăng nhục. Chiến Luân Hồi, Dạ Cửu Thiên,
chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt nhìn xem sao? Dạ Cửu U bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Quan Chiến Chiến Luân Hồi cùng Tiêu Thần Võ. Hắn thế nhưng là rõ ràng, Chiến Luân Hồi cùng Dạ Cửu Thiên thế nhưng là đối Tiêu Phàm hận thấu xương, nếu như có cơ hội, bọn họ là khẳng định sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Huống chi, lúc này mới bao lâu không gặp, Tiêu Phàm liền đã có thể cùng bọn họ chống lại, đợi một thời gian, nhưng Tiêu Phàm tiếp tục trưởng thành, bọn họ đoán chừng đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Quả nhiên, Chiến Luân Hồi cùng Tiêu Thần Võ nghe vậy, hai người đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Tiêu Phàm, Mộ Bi đâu? Chỉ cần ngươi đem Mộ Bi giao cho ta, ngươi cùng Dạ Cửu U ở giữa sự tình, ta có thể không nhúng tay vào. Tiêu Thần Võ đột nhiên mở miệng nói. Dạ Cửu Thiên, ngươi nói chuyện quả nhiên liền giống như đánh rắm. Dạ Cửu U cơ hồ điên cuồng nhìn về phía Tiêu Thần Võ. Cũng khó trách hắn như thế phẫn nộ, không lâu trước đó, Tiêu Thần Võ còn phái người đi tìm hắn liên hợp đây, lúc này mới mấy ngày thời gian, Tiêu Thần Võ vậy mà trở mặt. Đã từng bị Tiêu Thần Võ tiền thân Dạ Cửu Thiên lường gạt, Dạ Cửu U thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, bây giờ lại suýt chút nữa bị Tiêu Thần Võ lừa, Dạ Cửu U chỗ nào chịu được cái này khẩu khí. Mộ Bi, ta cũng đã giao cho Chiến Thần Điện. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, nhún nhún vai nói, các ngươi muốn Mộ Bi, đi tìm Quỷ Thiên Cửu đi, vừa mới nhiều người như vậy tận mắt thấy ta đem Mộ Bi cho hắn. Ân, Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U hai người bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa Quỷ Thiên Cửu. Quỷ Thiên Cửu thần sắc rất bình tĩnh, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, người thật đúng là lời oán trả ơn a. Hắn vừa mới đem Sở Lăng Vi linh tính cho Tiêu Phàm hiện tại lại đem Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U cửu hận tái giá cho hắn, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Nhìn thấy Quỷ Thiên Cửu tiếu dung, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, có vẻ như là ngươi lợi dụng mẫu thân của ta uy hiếp ta trước đây a. Tiêu Phàm thế nhưng là một chút hổ thẹn đều không có, Quỷ Thiên Cửu tước đoạt mẫu thân hắn linh tính, Tiêu Phàm không tìm hắn báo thù đã coi như là khách khí. Ngươi nếu không lợi dụng ta, ta tại sao lại muốn lợi dụng ngươi đây? Huống hồ, hắn cũng dựa theo Quỷ Thiên Cửu yêu cầu, đem Mộ Bi cho hắn, Tiêu Phàm cũng không thiếu hắn cái gì. Hắn cùng với Quỷ Thiên Cửu vốn chính là cửu nhân, Quỷ Thiên Cửu có thể tính toán hắn, hắn Tiêu Phàm tại sao liền không thể tính toán Quỷ Thiên Cửu đâu? Thần Thiên Nghiêu lại là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng kinh ngạc không thôi, thế hệ này Tu La Điện Chủ, thật đúng là yêu nghiệt a. Trước giải quyết uy hiếp tiềm ẩn, sau đó lợi dụng địch nhân đi đối phó mặt khác địch nhân, mỗi một bước đều nhìn như rất phổ thông, lại tất cả hắn tính toán bên trong, may mà ta không đắc tội hắn, đoán chừng ngay cả ta đều bị tính toán. Giờ khắc này, Thần Thiên Nghiêu nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt trở nên có chút bất đồng, nếu như Tiêu Phàm chỉ có thực lực, cái kia chỉ có thể coi là một cái mãng phu mà thôi. Có thể Tiêu Phàm còn có bất phàm trí tuệ cùng thủ đoạn. Hắn một người liền đem đối diện mấy đại địch nhân đùa nghịch xoay quanh, bằng vào điểm này, liền không phải những người khác có thể so sánh. Quỷ Thiên Cửu muốn bảo hộ Mộ Bi không bị hủy đi, mà Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ lại muốn hủy đi Mộ Bi, hai phe chú định sẽ trở thành địch nhân. Đem Mộ Bi giao đi ra, nếu không, Dạ Cửu U băng lãnh nhìn xem Quỷ Thiên Cửu, ngữ khí lạnh lẽo nói. Bất quá chưa kịp hắn nói hết lời, Quỷ Thiên Cửu liền cắt đứt Dạ Cửu U nói. Nghiền ngẫm nói ra, nếu không như thế nào? Giết ta, ngươi muốn chết nói, ta không ngại. Dạ Cửu U trong mắt tinh quang lập lòe. Tiêu Thần Võ trong mắt cũng đồng dạng phun phóng tinh quang, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên giết Quỷ Thiên Cửu, đem Mộ Bi đoạt tới. Hắn tính toán vạn năm, không phải liền là vì để cho Tu La Điện Chủ từ thiên địa lao ngục đem Mộ Bi lấy ra hủy đi sao? Chỉ cần hủy đi Mộ Bi, là hắn có thể đủ tiến vào thiên địa lao ngục. Chiếm lấy Tu La Vương truyền thừa. Chỉ là, nếu như Tiêu Thần Võ biết rõ, thiên địa lao ngục bên trong căn bản không có cái gọi là Tu La Vương truyền thừa, thậm chí cái kia truyền thừa không biết bao nhiêu lần từ hắn trong tay chạy đi, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Quỷ Thiên Cửu nghe vậy, con người cũng biến thành băng lạnh, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại, nói, lão hủ cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào để cho ta chết. Hừ, Dạ Cửu U lạnh rên một tiếng. Từng bước một hướng về Quỷ Thiên Cửu tới gần, hắn trên người chán phóng cuồn cuộn thần lực, sôi trào bành trướng, bốn phía không gian đều tiếp nhận không được khí thế của hắn. Đồng thời, Tiêu Thần Võ cũng bước ra bước chân, trên người tản ra như có như không uy thế,
hắn muốn đi vào thiên địa lao ngục, mộ bi là nhất định muốn hủy đi. Quỷ thiên cừu lại là không nhanh không chậm, quét Tiêu Phàm một cái nói ra, Tiêu Phàm trên người thế nhưng là nắm giữ một mai thần vương thần cách, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mộ bi bức thần vương thần cách có trọng yếu không? Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ nhìn nhau, cuối cùng sát khí vẫn là khóa được quỷ thiên cừu. Ta trên người cái kia huyết sắc hạp tử, thiên thần cảnh là không thể nào mở ra, người nào lấy được đều vô dụng. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Tu La Điện nhất mạch nắm giữ thứ gì, Tiêu Thần Võ đều nhất thanh nhị sở, cũng đều nghiên cứu qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ đồ vật. Cái kia huyết sắc hạp tử bên trong chứa có thể là thần vương thần cách, nhưng là vẻn vẹn khả năng mà thôi, hơn nữa Tiêu Thần Võ căn bản không cách nào mở ra, không cách nào xác nhận bên trong đồ vật. Đem so sánh mà nói, mộ bi đối với Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U tới nói càng trọng yếu hơn, hơn vạn năm, bọn họ trong lòng đều có một cái tín niệm, kia chính là hủy đi thiên địa lao ngục mộ bi, chiếm lấy thần vương truyền thừa. Mộ nô quả nhiên là mộ nô, tầm mắt vẫn có hạn. Quỷ thiên cừu lắc lắc đầu nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tự tìm cái chết, mộ nô hai chữ tựa như chạm tới Dạ Cửu U chỗ đau đồng dạng. Hắn dẫn đầu hướng về quỷ thiên cừu đánh giết mà đi, đồng thời, Tiêu Thần Võ cũng không chút do dự động thủ. Giờ phút này, Tiêu Thần Võ trước tiên cùng Dạ Cửu U đứng ở cùng một đầu trên chiến tuyến, bọn họ biết rõ, giết chết quỷ thiên cừu không tính là gì, quỷ thiên cừu phía sau Tiếu Thương Sinh mới là chân chính đại địch. Trong lúc nhất thời, tam đại thiên thần cảnh cường giả kịch liệt đụng vào nhau, cái này phiến thiên địa đều nhanh chóng vỡ nát lên. Người nào đều không có chú ý tới, làm đám người kịch chiến thời khắc, cái kia cuồng bạo năng lượng ba động hóa thành từng tia đặc thù năng lượng ba động, hướng về tinh vực bên ngoài tràn ngập mà đi. Tại tinh vực bên ngoài, hiện lên một đóa rộng lớn đóa hoa màu trắng, nếu như không phải dùng linh hồn chi lực tự mình cảm xúc, dù là thiên thần cảnh đều không phát hiện được mảy may. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Một màn này, thần Thiên Nghiêu vừa lúc bắt được, con người hơi hơi co rụt lại, trong lòng run giọng nói, hắn sẽ không là cố ý châm ngòi những người này chiến đấu a. Thiên mộ thần hoa cần hấp thu rộng lớn năng lượng mới có thể nở rộ, mà thiên thần cảnh công kích, đối với thiên mộ thần hoa tới nói, thế nhưng là đại bổ nhất phẩm. Nghĩ vậy, thần Thiên Nghiêu trong lòng bỗng nhiên rung động run lên một cái, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm cuối cùng mục tiêu, lại là vì thúc đẩy thiên mộ thần hoa nở rộ. Cũng chính là thúc thiên mộ thần hoa. Tiêu Phàm, đem thần vương thần cách giao đi ra, bản điện chủ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm lần nữa tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, lại là nhìn thấy chiến luân hồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tha ta không chết, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem chiến luân hồi, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Hắn biết rõ chiến luân hồi rất mạnh. Nhưng so sánh Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ tới nói, tối đa cũng liền chỉ là một cái mãng phu mà thôi. Hắn thật không biết, chiến luân hồi như thế nào có cái gì dũng khí nói ra lời này. Ngươi chẳng lẽ so Dạ Cửu U còn mạnh hơn sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem chiến luân hồi. Không thử một chút làm sao biết rõ đâu. Chiến luân hồi trong con ngươi chán phóng kim quang, quanh thân lôi điện cuồn cuộn, cả người trong nháy mắt khí thế đại biến. Một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn tổng cảm giác chiến luân hồi cùng vừa mới so sánh, biến có chút không giống, về phần chỗ nào không giống, Tiêu Phàm lại không thể nói đến. Điện chủ, hắn giống như bị người đã khống chế. Lúc này, thần Thiên Nghiêu đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Khống chế, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, chiến luân hồi thế nhưng là thiên thần cảnh hậu kỳ a. Hắn làm sao có thể bị người khống chế đâu? Có thể khống chế người khác, thực lực lại đạt đến như thế nào cấp độ? Tiêu Phàm trong đầu trước tiên liền nhớ tới Tiếu Thương Sinh, chiến luân hồi cùng quỷ thiên cửu phía sau, 89 phần 19 là Tiếu Thương Sinh. Nếu như Tiếu Thương Sinh có thể nhẹ nhõm khống chế hai đại thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, cái kia Tiếu Thương Sinh tự thân thực lực lại là đáng sợ cỡ nào? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, bản thân vẫn là khinh thường Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh đến hiện tại đều không có xuất hiện, nhưng Tiêu Phàm trong lòng 10 phần không chắc. Không đúng, năm đó Tiếu Thương Sinh xâm nhập chiến hồn đại lục, càng là đánh lén thần Thiên Nghiêu, đem thí thần lừa gạt ra thiên địa lao ngục, cùng Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên hai người liên thủ mới trọng thương thí thần.
Giả Cửu U cùng Giả Cửu Thiên đều chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, ba người có thể liên thủ, Tiếu Thương Sinh thực lực không có khả năng như thế cường đại mới đúng. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu như là Tiếu Thương Sinh đã khống chế Quỷ Thiên Cửu cùng Chiến Luân Hồi, Tiếu Thương Sinh thực lực chí ít cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, dù là Giả Cửu U cùng Giả Cửu Thiên liên thủ, cũng có khả năng không phải đối thủ của hắn. Đã như vậy, cái kia ba người vì sao muốn liên thủ đâu? Tiếu Thương Sinh căn bản không cùng bọn họ hai người liên thủ tất yếu a. Đột nhiên, Tiêu Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, trong lòng trầm ngâm nói, là ta tiến nhập một cái chỗ nhầm lẫn. Giả Cửu U cùng Giả Cửu Thiên có lẽ năm đó cùng Tiếu Thương Sinh thực lực không sai biệt lắm, nhưng hiện tại, Tiếu Thương Sinh cũng đã siêu việt bọn họ. Dù sao, mấy vạn năm thời gian, bọn họ hẳn là cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, thậm chí, hiện tại Giả Cửu U cùng Giả Cửu Thiên cũng không phải là bọn họ chân chính thực lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần càng ngưng trọng thêm lên, hắn không chỉ đánh giá thấp Tiếu Thương Sinh, cũng đồng dạng đánh giá thấp Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra, nếu như Giả Cửu U cùng Tiêu Thần Võ thực lực thực như thế cường đại, tại sao hai người hiện tại cũng còn đang ẩn giấu thực lực đâu? Nhìn thấy Chiến Luân Hồi đi tới, Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, thử một lần liền đã biết. Sau đó Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thần Thiên Nghiêu nói, Thần Thiên Nghiêu, hắn liền giao cho ngươi. Thần Thiên Nghiêu điểm gật đầu, mặc dù hắn không nghĩ dính vào vòng xoáy này, nhưng hắn không cách nào phản bác Tiêu Phàm mệnh lệnh. Chỉ có thể cứng ngắc lấy trên da đầu. Chết, cũng đúng lúc này, Chiến Luân Hồi một quyền oanh sát mà tới, lực lượng cuồng bạo vỡ nát hư không, vô tận lôi điện xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Sát, Thần Thiên Nghiêu thét mắng một tiếng, lách mình liền đón đi lên, hai đại thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả tại hư không va chạm kịch liệt lên. Tiêu Phàm đứng ở đó, lặng lặng nhìn xem hai nơi chiến trường, sợ bỏ qua cái gì, hắn muốn nhờ vào đó xác minh trong lòng một chút ý nghĩ. Đột nhiên, Tiêu Phàm con người khẽ run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa Quỷ Thiên Cửu cùng Giả Cửu U cùng Tiêu Thần Võ chiến trường. Chỉ thấy một đạo đen kịt quỷ trảo, từ trong hư không cực tốc mò xuống, xông thẳng Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U mà đi, hủy diệt tính ba động bao phủ giữa thiên địa. Là hắn giết đời trước Tu La Điện Chủ, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, đằng đằng sát khí nhìn xem Quỷ Thiên Cửu, cái này quỷ trảo khí tức, Tiêu Phàm quá quen thuộc. Hắn rốt cục biết rõ cái kia quỷ trảo chủ nhân là ai, lại chính là cái này nhìn qua yếu đuối Quỷ Thiên Cửu. Lấy Quỷ Thiên Cửu thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, đời trước Tu La Điện Chủ ở tại trước mặt, lại làm sao có thể có sức phản kháng đâu. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, lần trước Quỷ Thiên Cửu chiếm lấy mẫu thân hắn linh tính lúc, đều chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ tu vi, có thể hiện tại làm sao đột nhiên đạt đến đáng sợ như thế cảnh giới đâu. Tiêu Phàm không có dầu gì vấn đề này. Quỷ Thiên Cửu thân làm thiên thần cường giả, tách ra một bộ linh hồn phân thân chỉ là 10 phần sự tình đơn giản, Sở Thiên Minh cùng Sở Nghiệp không phải là đối thủ cũng tại tình lý bên trong. Oanh, kinh thiên tiếng vang đem Tiêu Phàm tâm thần kéo lại, hắn nhìn thấy, tại cái kia quỷ trảo phía dưới, Giả Cửu U cùng Tiêu Thần Võ không ngừng lùi lại, hai người trên người máu tươi bắn tung tóe. Giả Cửu U cùng Tiêu Thần Võ hai người đều không phải Quỷ Thiên Cửu đối thủ. Chẳng lẽ bọn họ hai người thực chỉ có dạng này thực lực sao? Giả Cửu U cùng Tiêu Thần Võ hàng vạn năm trước thế nhưng là liền Tiếu Thương Sinh đều không phải là đối thủ, Tiếu Thương Sinh một cái thủ hạ lại làm sao có thể là bọn họ đối thủ đâu? Tiêu Phàm nghĩ không ra, lúc này, nơi xa lại truyền tới Quỷ Thiên Cửu thanh âm. Giả Cửu U, có vẻ như ngươi thần thể không được tốt lắm, nếu như ngươi ma thể đến, có lẽ ta còn sẽ nhượng bộ lui binh. Quỷ Thiên Cửu nhìn xem chật vật Giả Cửu U cùng Tiêu Thần Võ, trong mắt giết sạch nở rộ. Thần thể, ma thể, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không biết đây là ý gì, nhưng hắn lại nghe được Quỷ Thiên Cửu trong lời nói khác nhất trọng ý tứ, kia chính là giờ phút này Giả Cửu U, cũng không phải là hắn chân chính thực lực. Tiêu Thần Võ, ngươi cũng so Giả Cửu U mạnh không được đi nơi nào, trừ phi ngươi tiền thân đến còn không sai biệt lắm. Quỷ Thiên Cửu lại khinh thường nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là không nhỏ, tựa như cố ý nói cho Tiêu Phàm nghe một dạng. Quả nhiên, trước mắt Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U, cũng không phải là bọn họ toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm trong lòng mặc dù sớm đã có phỏng đoán, nhưng chân chính nghe được, vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Giết ngươi, đầy đủ. Giả Cửu U hét giận dữ một tiếng, lần nữa vọt lên đi lên,
hắn đối bản thân thực lực 10 phần tự tin. Tiêu thần võ lại là không có nói chuyện, bất quá thủ hạ lại là không do dự, xuất thủ lăng lệ mà hung mãnh, phảng phất không giết quỷ thiên cửu thể không bỏ qua một dạng. Ba người lần nữa đụng vào nhau, Tiêu Phàm không có tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ chiến trường, mà là quay đầu nhìn về phía chiến luân hồi cùng thần thiên nghiêu vị trí chiến trường. Chỉ thấy thần thiên nghiêu một trường đẩy lui chiến luân hồi, trên người sát khí đột nhiên kéo lên, trên trán nổi gân xanh, mặt lộ dữ tợn nói, là ngươi. Năm đó là ngươi đánh lén ta. Giờ phút này chiến luân hồi, trong mắt kim sắc quang mang biến mất, hai mắt đỏ bừng như máu, giống như một đầu thị huyết thần thú một dạng. Ngươi là Tu La Sơn chủ. Chiến luân hồi cũng là kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá cái kia ánh mắt nhìn qua 10 phần quái dị, hơn nữa liền thanh âm đều không phải chiến luân hồi lúc đầu thanh âm. Cái này ét tiếu thương sinh thanh âm, còn có tiếu thương sinh linh hồn khí thức, chính là hắn khống chế Giang Thiên Vũ cùng vô tâm. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong đầu hắn nghi ngờ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn một mực không biết ẩn giấu ở âm thầm hắc thủ là ai, hiện tại hắn rốt cục đã biết, người kia chính là Tiếu Thương Sinh. Mặc dù Tiếu Thương Sinh trên vạn năm thời gian chưa bao giờ lộ diện, nhưng hắn vẫn một mực thao túng chiến hồn đại lục mọi thứ, chỉ là ngẫm lại, Tiêu Phàm đều có chút không rét mà run. Những người này, thật đúng là hạ một bàn rất lớn cờ, dù là hắn hiện tại đột phá thiên thần cảnh, tại trước mặt bọn hắn, đoán chừng đều lộ ra không đáng chú ý. Đã ngươi thừa nhận, vậy thì chết đi. Thần Thiên Nghiêu cũng triệt để tức giận rồi. Lúc trước hắn thế nhưng là thiên thần đỉnh phong, nếu như không phải là bị Tiếu Thương Sinh đánh lén, hắn lại làm sao có thể rơi vào thiên thần cảnh hậu kỳ đâu. Bây giờ nhìn thấy cửu nhân, Thần Thiên Nghiêu tự nhiên hết sức đỏ mắt. Tiêu Phàm đứng sừng sững hư không, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa chiến đấu, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nếu như chiến luân hồi không bị khống chế, Thần Thiên Nghiêu đối phó hắn đoán chừng không cần phí bao nhiêu tay chân, hắn tốt xấu đã từng cũng là thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, thủ đoạn tự nhiên không phải chiến luân hồi có thể so sánh. Bất quá giờ phút này chiến đấu cũng không phải là chiến luân hồi, mà là Tiếu Thương Sinh, cả hai ở giữa chênh lệch cũng đã kéo đến nhỏ nhất. Thần Thiên Nghiêu muốn giết chết chiến luân hồi, trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Đồng dạng, chiến luân hồi muốn đánh bại Thần Thiên Nghiêu. Đoán chừng cũng rất khó, trừ phi Tiêu Phàm xuất thủ, có lẽ có thể nhanh chóng nghiền ép chiến luân hồi. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có xuất thủ dự định, thậm chí hắn đều không có chú ý Thần Thiên Nghiêu cùng chiến luân hồi chiến trường, ngược lại nhìn phía xa Quỷ Thiên Cửu cùng Giả Cửu U cùng Tiêu Thần Võ chiến trường. Tại Tiêu Phàm trong mắt, chiến luân hồi cũng đã không xứng hắn hoa quá nhiều tâm tư, hắn chân chính địch nhân, vẫn là Giả Cửu U, Tiêu Thần Võ cùng Tiếu Thương Sinh. Dù là Giả Cửu U cùng Tiêu Thần Võ thi triển cũng không phải là bọn họ toàn bộ thực lực, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ muốn từ bọn họ hai người trên người nhìn thấy một chút đừng đồ vật. Đến lúc đó thực gặp gỡ Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U toàn lực ứng phó thời điểm, cũng có thể kịp chuẩn bị. Không sai biệt lắm, Tiêu Phàm đột nhiên hít sâu một cái, bóp tay đánh ra một đạo dườm già thủ quyết. Đột nhiên, nơi xa đang tại chiến đấu Quỷ Thiên Cửu bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một khối to lớn thạch bi. Chính là trước đó Tiêu Phàm cho Quỷ Thiên Cửu mộ bi. Cái này cũng không phải là chân chính thiên địa lao ngục mộ bi, chỉ là Lâu Ngạo Thiên tiện tay sử dụng kiếm gọt đi ra một khối thạch bi mà thôi. Lâu Ngạo Thiên ở bên trên làm tay chân, Tiêu Phàm có thể tùy tiện điều khiển nó, nhìn thấy thạch bi xuất hiện, Tiêu Phàm lần nữa bóp ra từng đạo thủ quyết. Một thoáng thời gian, thạch bi phía trên đường vân tựa như sống lại đồng dạng, vô số kiếm khí gào thét. Từ cái kia trên tấm bia đá nở rộ mà ra. Hồng hộc, tiếng hét lớn bên tai không dứt, hư không trong nháy mắt bị kiếm khí chảm diệt, Quỷ Thiên Cửu, Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U đồng thời bị vô số đạo kiếm tức giận đánh trúng, trên người máu tươi bắn tung tóe. Những cái kia kiếm khí, thế nhưng là Lâu Ngạo Thiên lưu lại, Lâu Ngạo Thiên thực lực thế nhưng là liền thần vương cường giả đều e ngại, hắn lưu lại kiếm khí lại làm sao có thể đơn giản đâu. Chí ít. Những cái này kiếm khí cũng không phải là phổ thông thiên thần cảnh có thể chịu được. Tiêu Phàm, người âm ta, Quỷ Thiên Cửu bị kiếm khí đánh trúng, gầm thét không thôi, hắn trên người máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Đồng dạng, Giả Cửu U cùng Tiêu Thần Võ cũng không tốt gì, hai người gần như bị kiếm khí xuyên thủng thành cái sàng, máu tươi chảy xuôi, sắc mặt trắng bệch vô cùng.
hai người cũng đồng dạng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ như thế nào còn không minh bạch, Tiêu Phàm đem bọn họ đều đùa nghịch. Hắn đem làm qua tay chân mộ bi cho Quỷ Thiên Cừu, cố ý hấp dẫn bản thân hai người cừu hận, sau đó kích phát mộ bi phía trên lực lượng, tuyệt sát bọn hắn. Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U hai người kịp phản ứng lúc đã chậm, thân thể bị kiếm khí xuyên thủng, thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn, đừng nói lấy được mộ bi, chính là muốn thoát ly kiếm khí rảo sát đều rất khó. Chết đi, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, cái kia vô tận kiếm khí, bỗng nhiên đem ba người đồng thời che mất đi vào, từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ cái kia kiếm khí bên trong truyền ra. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Quỷ Thiên Cừu, Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U kết cục, đoán chừng bất tử cũng sẽ muốn bọn họ nửa cái mạng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm động, tay hắn cầm Tu La kiếm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại cái kia kiếm khí hải bên trong. Phốc suy một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt xuyên thủng Tiêu Thần Võ thân thể, máu thịt be bét. Tiêu Thần Võ trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vài vạn năm, Tu La Điện chủ đều chỉ là hắn một con cờ, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ chết ở bản thân một quân cờ trong tay đâu. Ngươi, Tiêu Thần Võ hai mắt huyết hồng, lời nói chưa mở miệng, mấy ngụm máu tươi lại là trước tiên phun ra. Ngươi không nghĩ tới sẽ chết ở trong tay của ta đúng không? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nhếch miệng cười nói. Sau đó trường kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem Tiêu Thần Võ thi thể cho phá tan thành từng mảnh. Trong hư không chỉ có Tiêu Thần Võ một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên. Bản tôn sẽ giết ngươi. Thanh âm bị kiếm khí bao phủ, hóa thành một mảnh huyết vụ sau hoàn toàn biến mất. Đến bước này, trên đời lại không Tiêu Thần Võ. Ta chờ ngươi, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nếu cũng đã làm xong giết chết Tiêu Thần Võ chuẩn bị, Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến điểm này. Chỉ là nguyên bản hắn coi là giết chết Tiêu Thần Võ, cũng có thể diệt truyền thừa điện. Bất quá bây giờ xem ra là không thể nào, bởi vì Giả Cửu Thiên diễn hóa ra Tiêu Thần Võ, hắn bản thể cũng không chân chính tử vong, Tiêu Thần Võ chỉ là tương đối với hắn khác một bộ thân thể mà thôi. Tiêu Thần Võ chết mất, hắn tiền thân Giả Cửu Thiên nhất định sẽ tìm hắn Tiêu Phàm báo thù, điểm này Tiêu Phàm tự nhiên cũng đã dự kiến đến rồi. Giết chết Tiêu Thần Võ, Tiêu Phàm cũng không có dừng lại, lần nữa một kiếm chém về phía Giả Cửu U. Hỗn chướng đồ vật, Giả Cửu U gầm thét, bị Tiêu Phàm lặp lại nhiều lần tính toán, cái này khiến hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc, hắn giờ phút này bị thương nặng, chỗ nào vẫn là Tiêu Phàm đối thủ. Run rế, vừa dứt lời, một đạo băng lãnh thanh âm tại Giả Cửu U sau lưng vang lên, ngay sau đó, phốc suy một tiếng, chỉ thấy một chuôi huyết sắc trường kiếm từ Giả Cửu U mi tâm mạo đi ra. Phốc, Giả Cửu U phun ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Hắn luôn mồm xưng Tiêu Phàm run rế, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ chết ở một con kiến hôi trong tay, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại rất lớn châm chọc. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn đem hắn lời nói y nguyên trả lại cho hắn, cái này khiến Giả Cửu U phiền muộn thổ huyết. Phốc suy một tiếng, Tiêu Phàm Tu La kiếm rung động thời khắc. Trực tiếp đem Giả Cửu U thân thể một phân thành hai, máu tươi bạo xái hư không, sau đó lại bị vô số kiếm khí cho chôn vùi, cái gì đều không lưu lại. Giả Cửu U cũng đồng dạng chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân thần thể vậy mà sẽ cùng Tiêu Thần Võ đồng dạng chết ở Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm trưởng thành quá nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cứ tiếp như thế, hắn siêu việt thiên thần cảnh đều là khả năng, căn bản không phải bọn họ những người này có thể nắm trong tay. Ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Giả Cửu U thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Rất nhiều người cùng ta nói như vậy, có thể cuối cùng bọn họ đều đã chết, mà ta, hiện tại không phải còn sống hảo hảo sao. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn cũng chưa từng đem những người này đặt ở trong lòng. Giả Cửu U dù sao đều sẽ không bỏ qua hắn, không giết hắn thần thể, cái này thần thể cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua bản thân. Thay vì nhường hắn quay đầu lại tìm bản thân phiền phức, còn không bằng trực tiếp làm thịt. Cũng đã đắc tội một cái Tiêu Thần Võ, lại nhiều đắc tội một cái Giả Cửu U lại như thế nào. Ở đây ai cũng sẽ không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại có thể tại ngắn ngủi vài cái hô hấp bên trong, liên sát hai đại thiên thần cường giả. Cuối cùng, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Quỷ Thiên Cừu trên người, giờ phút này Quỷ Thiên Cừu trạng thái cũng không tốt gì,
tiện tay đều có thể chết đi. Bất quá Tiêu Phàm lại không có xuất thủ, mà là thần sắc lạnh lùng nhìn xem Quỷ Thiên Cừu, tựa như tại chờ đợi hắn mở miệng một dạng. Quỷ Thiên Cừu máu me khắp người, bất quá trên mặt lại là lộ ra một tia tà tà tiếu dung, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, người giết Dạ Cửu U thần thể, Dạ Cửu Thiên phân thân, liền không sợ bọn họ tìm ngươi phiền phức. Sợ lại như thế nào, không sợ lại như thế nào. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, đột nhiên híp híp hai mắt nói, chẳng lẽ ngươi chỉ là muốn nói với ta những cái này. Quỷ Thiên Cừu lông mày hơi nhíu, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mặc cho bên trong chung quanh kiếm khí cắt đứt, hắn vẫn đứng tại chỗ bất động mảy may. Cũng ngay tại Tiêu Phàm buông lỏng cảnh giác thời khắc, đột nhiên, Quỷ Thiên Cừu động, một cái quỷ chảo hướng về Tiêu Phàm ngực chộp tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một chưởng đón đi lên, uy thế cuồn cuộn. Oanh một tiếng nổ vang, hư không xé rách, bốn phía kiếm khí càng thêm bắt đầu cuồng bạo, tại cái này một chưởng phía dưới, Quỷ Thiên Cừu thân thể cực tốc lui lại, cùng Tiêu Phàm đối chiến cánh tay trực tiếp nổ tung. Bất quá, Tiêu Phàm lại nhìn thấy, Quỷ Thiên Cừu chẳng những không có lộ ra thống khổ chút nào, ngược lại lộ ra một tia cười tà. Đây không phải Quỷ Thiên Cừu, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, giờ phút này Quỷ Thiên Cừu đã bị người đã khống chế tâm thần, cùng nơi xa chiến luân hồi đồng dạng, không phải bọn họ bản thân tâm thần đang chiến đấu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, Quỷ Thiên Cừu đem hắn mẫu thân Sở Lăng Vi linh tính toàn bộ trả lại hắn, hẳn là đang giao hảo Tiêu Phàm, nếu không nói, hắn hoàn toàn có thể uy hiếp Tiêu Phàm. Chỉ là bởi vì một ít duyên cớ, Quỷ Thiên Cừu không dám biểu hiện quá rõ ràng, nếu không, khống chế hắn thiếu thương sinh nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như có thể cứu Quỷ Thiên Cừu, nhường hắn gia nhập Tu La Điện tất nhiên là như hổ thêm cánh. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Quỷ Thiên Cừu thế nhưng là hiếm thấy linh hồn cao thủ, Tu La Điện hiện tại thiếu nhất chính là người như vậy mới. Bất quá, muốn cứu Quỷ Thiên Cừu, có thể không phải dễ dàng như vậy. So sánh cứu Tiếu Thiên Tà bọn họ cũng phải phiền phức rất nhiều. Dù sao, lúc trước Tiếu Thiên Tà bọn họ mặc dù bị Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân vây khốn, nhưng tương đối mà nói vẫn là tương đối tự do, Tiêu Phàm có thể làm một chút chuẩn bị. Nhưng Quỷ Thiên Cừu lại hoàn toàn khác biệt, chỉ cần trong đầu hắn có như vậy một tia phản bội suy nghĩ, Tiếu Thương Sinh liền sẽ trực tiếp xâm chiếm hắn nhục thể, sẽ không cho hắn phản đánh lén cơ hội. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Quỷ Thiên Cừu lần thứ hai giết tới, cánh tay hắn đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, đi đến thiên thần cảnh, điểm ấy thương thế đã hoàn toàn không coi vào đâu. Tiêu Phàm vừa tránh vừa lui, bằng vào sức mạnh thân thể, hắn cũng không e ngại Quỷ Thiên Cừu, nếu như là linh hồn nói, hắn còn sẽ kiêng kỵ mấy phần. Hai người kịch liệt đụng vào nhau, hư không nổ vang liên tục, bọn họ giao thủ sinh ra năng lượng toàn bộ đều hướng về thiên mộ thần hoa vị trí hội tụ mà đi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cái này mới dừng lại, nhìn về phía nơi xa Thần Thiên Nghiêu nói, Thần Thiên Nghiêu, đi. Thần Thiên Nghiêu một quyền đẩy lui chiến luân hồi, hắn mặt có không cam lòng, có thể vẫn là không dám vi phạm Tiêu Phàm quyết định, huống hồ, hắn trong thời gian ngắn cũng là không thể nào giết chết chiến luân hồi. Hơn nữa, coi như giết chiến luân hồi, hắn cũng không thể báo thù, bởi vì chân chính đánh lén hắn người không phải chiến luân hồi, mà là Tiếu Thương Sinh. Trốn chỗ nào, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu chuẩn bị rút đi, Quỷ Thiên Cừu cùng Chiến Luân Hồi hai người nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành hai đạo chớp lóe chuẩn bị đuổi theo. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trước đó mộ bi vị trí địa phương, trong hư không đột nhiên nhô ra một đạo bàn tay, hướng về mộ bi chộp tới. Quỷ Thiên Cừu cùng Chiến Luân Hồi thấy thế, không có tiếp tục truy sát Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu. Mà là cực tốc hướng về mộ bi chụp tới, bọn họ cũng không thể nhường mộ bi rơi vào người khác trong tay. Hừ, chưa kịp Quỷ Thiên Cừu bọn họ động thủ, hư không đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy một mảnh khác hư vô bên trong, một cái to lớn bản chân hung hăng trà đạp mà xuống. Tại cái này một cước phía dưới, cho dù Quỷ Thiên Cừu cùng Chiến Luân Hồi lực lượng đều lộ ra nhỏ bé, hai người trực tiếp bị một cỗ đại lực tung bay. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu cũng không rời đi, mà là đứng ở chân trời quan sát, khi thấy cái kia bàn chân khổng lồ thời khắc,
Tiêu Phàm cũng là thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Thiên thần cảnh đỉnh phong, thần thiên nghiêu nắm chặt lại nắm đấm, cơ thể hơi run lên. Tiêu Phàm nhìn thần thiên nghiêu một cái, nói, ngươi thân thể nhận qua trọng thương, tu vi rơi xuống, ta nếu để ngươi khôi phục thiên thần đỉnh phong, ngươi thế nhưng là bọn họ đối thủ. Thần thiên nghiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ Tiêu Phàm có thể cứu chữa cho tốt bản thân thương thế? Hắn áp chế một cách cưỡng ép kích động trong lòng, cắn răng nói, đối phó một cái tuyệt đối không có vấn đề, hai cái cũng có chút áp lực. Vậy thì tốt, quay đầu ta giúp ngươi trị liệu. Tiêu Phàm bình tĩnh nhẹ gật đầu. Thần thiên nghiêu nghe vậy, khóe miệng giật một cái, hóa ra ngươi nếu cảm thấy ta thực lực không được, không có ý định chữa cho tốt ta à? Kỳ thật, thần thiên nghiêu thật đúng là hiểu lầm Tiêu Phàm cũng không phải là không thể trị hắn, mà là trước đó căn bản không cứu chữa được, trừ phi có thể tiến thêm một bước, đi đến thiên thần cảnh hậu kỳ, cho dù bây giờ có thể cứu, cũng phải tốn hao cực lớn đại giới. Thần thiên nghiêu còn muốn nói cái gì, cũng là bị nơi xa lớn tiếng cười cắt ngang. Tiếu thương sinh, còn tại làm rùa đen rút đầu sao? Ngươi nếu là bản tôn tới còn không sai biệt lắm, nếu không hôm nay, cái này mộ bi ta hủy định. Bàn chân khổng lồ vị trí hư vô liệt phùng bên trong, truyền đến một đạo cuồng bá thanh âm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ cái kia hư vô liệt phùng bên trong bước đi ra, một bộ ngàn trượng độ cao cự nhân trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt. Chỉ là đứng ở đó, liền cho người ta một loại to lớn áp lực, cho người không thở nổi. Ngàn trượng cự nhân cả người hiện lên huyết hắc sắc, quanh thân lượn lờ hắc sắc vũ khí, giống như một tôn cái thế hung ma, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn vừa mới xuất hiện, xung quanh hơn nghìn dặm phạm vi bên trong, toàn bộ đều biến thành hư vô liệt phùng, thật lâu không cách nào khép lại, có thể thấy được kỳ thật lực đáng sợ. Thoại âm rơi xuống, hắn bàn chân khổng lồ lần thứ hai đạp xuống, hung hăng hướng về mộ bi dẫm đạp mà đi. Đồng thời, một cái khác bàn tay cũng đồng thời đưa tới, đồng dạng là muốn hủy diệt mộ bi. Dạ cửu thiên, dạ cửu u, nơi này có thể không phải các ngươi địa bàn. Đột nhiên, hư không một tiếng bạo hưởng, lại có một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy hư không bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cái nam tử trung niên. Nam tử trung niên một bộ áo bào trắng, khuôn mặt tuấn giật, vô hình bên trong liền tản ra một cỗ cường tuyệt uy nghiêm, đưa tay chính là hai trưởng hướng về đối diện oanh sát mà đi. Chính là hắn năm đó đánh lén ta. Thần thiên nghiêu nhìn thấy nam tử trung niên thời khắc, trên người sát khí không thèm mảy may che giấu bộc phát ra, hận không thể lập tức xông đi lên không có cái kia áo bào trắng nam tử trung niên. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà thực mang theo hắn tìm được vạn năm trước cửu nhân. Tiếu thương sinh, Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem Tiếu thương sinh, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cho dù là hắn, đều nhìn không thấu Tiếu thương sinh mảy may, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Thiên hạ tuy lớn, đi đâu không được, đạm mạc thanh âm vang lên, lại là cái kia bàn tay chủ nhân từ trong hư vô xông ra, đó cũng là một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên. Nam tử trung niên một bộ áo bào đen, tóc đen trong gió bay lên, hắn hai tay ôm ngực, cho người ta một loại cực kỳ lăng lệ cảm giác, toàn bộ người khác giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm một dạng. Tiêu thần võ, không, hẳn là giả cửu thiên. Tiêu Phàm nhìn thấy áo bào đen nam tử trung niên, liếc mắt liền nhận ra, chính là giả cửu thiên. So với tiêu thần võ, giả cửu thiên trên người phát ra khí tức không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, tiếu thương sinh hai đạo trưởng cương liền bị hắn ngăn lại, sau đó, giả cửu u cái kia bàn chân khổng lồ trùng điệp dẫm đạp tại mộ bi phía trên. Oanh két, một tiếng nổ vang, mộ bi thế mà nổ tung mà ra, hóa thành đầy trời bột mịn tràn ngập hư không. Mộ bi hủy, nơi xa, chiến luân hồi ánh mắt khẽ run lên, mộ bi hủy đi, cái kia chẳng phải là đại biểu tất cả mọi người có thể tiến vào thiên địa lao ngục. Không đúng, thiên địa lao ngục mộ bi, làm sao sẽ dễ dàng như thế hủy đi. Quỷ thiên cừu híp híp hai mắt, sau đó bỗng nhiên quay người nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm. Mộ bi thế nhưng là trấn phong lấy một cái tiểu thế giới a, hơn nữa liền giả cửu thiên cùng giả cửu u đều thụ áp chế, lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền hủy đi đâu. Bọn họ chỗ nào biết rõ, trước đó mộ bi bên trong hàm chứa lâu ngạo thiên kiếm khí, cho nên mới vô cùng cứng rắn, đừng nói thiên thần, chính là siêu việt thiên thần cổ thần cường giả, cũng không có khả năng tùy tiện hủy diệt.
nhưng mà, vừa mới mộ bi bên trong hàm chứa kiếm khí bị Tiêu Phàm phóng thích, dùng để trọng thương Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U thần thể, bây giờ cũng liền so một khối phổ thông thạch bi cường đại một chút mà thôi. Hiện tại mộ bi, căn bản không cần thiên thần cảnh cường giả, chính là phổ thông tu sĩ cũng có thể tùy tiện phá hủy. Mộ bi hủy, rốt cục có thể tiến vào thiên địa lao ngục. Dạ Cửu U ngông cuồng cười to, hận không thể lập tức tiến vào thiên địa lao ngục chiếm lấy Tu La Vương truyền thừa. Không đúng, thiên địa lao ngục mộ bi không có khả năng dễ dàng như vậy hủy đi. Dạ Cửu Thiên lông mày hơi nhíu, hắn cũng không có kích động, ngược lại lộ ra một tia hoài nghi. Cũng khó trách hắn không tin, có thể chớ chú cùng trấn áp bọn họ mộ bi, lại làm sao có thể dễ dàng như thế hủy đi đâu. Dạ Cửu U tiếng cười két két mà dừng, vừa mới hắn chỉ thấy được mộ bi hủy đi, khó mà ức chế kích động trong lòng, có thể hiện tại Dạ Cửu Thiên vừa nói như thế, hắn cũng phát hiện vấn đề vị trí. Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch chúng ta. Dạ Cửu U bỗng nhiên đem đầu mâu chỉ hướng nơi xa Tiêu Phàm, thiên thần cảnh đỉnh phong lực lượng bao phủ mà ra, dù là Tiêu Phàm đều có chút nặng chịu không nổi. Đồng thời, Dạ Cửu Thiên, Tiếu Thương Sinh ánh mắt đều nhìn sang, Tiếu Thương Sinh càng là sát cơ không thèm mảy may che giấu, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi diệt ta linh hồn phân thân. Phải lại như thế nào? Tiêu Phàm không có phủ nhận, cũng căn bản không chối được. Hắn diệt Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân. Trên người khẳng định lây dính hắn khí tức, Tiếu Thương Sinh có thể nhìn ra cũng không có gì, hắn cũng là không thể nào giấu giếm được. Tiểu tử này muốn chết sao, dám như thế cùng thiên thần cảnh đỉnh phong nói chuyện. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phần lớn người như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ mặc dù không quen biết Tiếu Thương Sinh, nhưng có thể cảm nhận được Tiếu Thương Sinh trên người phát ra khí tức. Tuyệt đối không phải phổ thông thiên thần cảnh có thể so sánh. Tiêu Phàm cho dù là mạnh, cũng không có khả năng mạnh hơn Tiếu Thương Sinh. Huống chi, không chỉ Tiếu Thương Sinh sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên cũng đối Tiêu Phàm hận thấu xương, ba người nếu cùng nhau xuất thủ, đừng nói thiên thần, chính là cổ thần tiền kỳ, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Thần Thiên Nghiêu cũng bị Tiêu Phàm lời nói làm cho sợ hết hồn, hắn biết rõ Tiêu Phàm bất phàm. Vượt qua vô lượng thần lôi kiếp, có thể đối diện ba người cũng không kém a. Lúc trước Tiếu Thương Sinh có thể đánh lén hắn, cũng đủ để chứng minh Tiếu Thương Sinh cường hãn. Mà hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà khiêu khích ba người, đây quả thực cùng tự tìm cái chết không khác. Bất quá, khi hắn nghĩ đến Tiêu Phàm cái kia khủng bố con mắt lúc, lại bình thường trở lại, ban đầu ở chiến thần cảnh hắn cái kia con mắt liền có thể miểu sát hắn. Bây giờ Tiêu Phàm đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, nếu như thôi động cái kia con mắt, đoán chừng thiên thần cảnh đỉnh phong cũng ngăn không được. Phải mà nói, vậy ngươi hãy chết đi. Tiếu Thương Sinh lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một trường hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên, Tiếu Thương Sinh, các ngươi không phải muốn tiến vào thiên địa lao ngục à, ta hiện tại liền mở ra thiên địa lao ngục, liền nhìn các ngươi có dám hay không tiến đến. Tiêu Phàm chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia cười tà. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một mai đại ấn màu đen, đại ấn đen kịt vô cùng, lại tản ra một loại diệu nhân quang trạch, cùng một loại hùng hậu khí tức. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kiếm chỉ bắn vào đại ấn bên trong, một thoáng thời gian, từng đạo hà quang đột nhiên nở rộ, tại hắn sau lưng xuất hiện hoàn toàn mông lung thế giới. Mông lung trong thế giới, đã nứt ra một đạo to lớn liệt phùng, thông hướng một cái thế giới khác, một cỗ huyền diệu khí tức tản ra. Thiên địa lao ngục khí tức, Thần Thiên Nghiêu cảm thụ một cái thế giới khác khí tức, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên bản coi là bản thân cũng không còn cách nào tiến vào thiên địa lao ngục, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại đem thiên địa lao ngục thời khắc mang theo trên người. Kể từ đó, Tiêu Phàm chẳng phải là tùy thời đều có thể tiến vào một cái thế giới khác. Mắt thấy Tiếu Thương Sinh trưởng cương sắp tới gần, Tiêu Phàm thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng hướng hậu phương thối lui, Thần Thiên Nghiêu không dám do dự, cũng vội vàng theo đi lên. Cùng bọn họ đồng thời đi theo vào, còn có Tiếu Thương Sinh trưởng cương, bất quá cái kia trưởng cương khi tiến vào thiên địa lao ngục một sát na kia, liền bị một luồng sức mạnh kỳ lạ cho ma diệt. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhẹ nhàng một trường đẩy ra, cái kia trưởng cương triệt để tan thành mây khói.
Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U hai người nhìn thấy thiên địa lao ngục một sát na kia, kích động dị thường, không chút do dự xông tới. Nhưng làm bọn họ kiến thức đến cái kia trưởng cương bị ma diệt lúc, bỗng ngừng thân hình. Tiếu Thương Sinh vừa mới một kích kia uy lực bọn họ rất rõ ràng, nhưng mà dễ dàng như vậy liền bị thiên địa lao ngục lực lượng ma diệt, nếu như bọn họ xông đi vào, chẳng phải là tùy ý Tiêu Phàm xâm lược. Đám người cũng là hít một hơi lạnh, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ rốt cục minh bạch Tiêu Phàm tại sao dám như thế khoa trương. Nắm giữ một cái tiểu thế giới lực lượng, có thể tùy tiện mài diệt thiên thần cảnh đỉnh phong công kích, đối phó ba cái thiên thần cảnh cường giả, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Thần cấm lĩnh vực, Tiếu Thương Sinh lông mày hơi nhíu, hắn đã từng tiến vào thiên địa lao ngục, biết rõ thiên địa lao ngục có thể áp chế thiên thần cảnh trở lên lực lượng. Loại lực lượng này, xưng là thần cấm lĩnh vực, chỉ cần thực lực chưa từng đi đến thần vương cấp bậc, liền không có khả năng không nhìn thần cấm lĩnh vực lực lượng. Cho dù là hắn, một khi tiến vào thiên địa lao ngục bên trong, cũng sẽ bị áp chế ở chiến thần cảnh đỉnh phong, phát huy thực lực không thể so với thiên thần cảnh tiền kỳ tu sĩ mạnh. Bất quá, hắn vẫn là từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, cười lạnh nói, thần cấm lĩnh vực, thế nhưng là không khác biệt áp chế. Bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt thiên thần cảnh, nếu như ta đoán không sai, cái này thần cấm lĩnh vực, cũng đồng dạng áp chế ngươi thực lực a. Phải lại như thế nào? Tiêu Phàm ngữ khí đạm nhiên, khinh thường nói, đồng giai lực lượng, ta giết ngươi như giết chó. Giết ngươi như giết chó. Tiêu Phàm bá đạo lời nói quanh quẩn tại hư không, hắn cũng không phải là tại phát ngôn bừa bãi, mà là có hắn tự tin. Cùng đồng giai tu sĩ một trận chiến. Hắn sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Thậm chí, nếu như chỉ là đối phó Tiếu Thương Sinh một người, dù là Tiếu Thương Sinh toàn lực ứng phó, Tiêu Phàm cũng dám một trận chiến. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta như giết chó. Tiếu Thương Sinh triệt để tức giận rồi, đạp chân xuống, vọt thẳng vào thiên địa lao ngục nhập khẩu bên trong. Tiêu Phàm không nghĩ tới Tiếu Thương Sinh vậy mà thực có can đảm tiến vào thiên địa lao ngục, nghĩ đến nhất định có cái gì ỷ vào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên thấy thế, hai người cũng lần thứ hai phóng ra bước chân, hướng về thiên địa lao ngục nhập khẩu đi đến. Tiếu Thương Sinh còn không sợ thần cấm lĩnh vực lực lượng, bọn họ hai người cùng Tiếu Thương Sinh thực lực tương đương nhau, há lại sẽ e ngại đâu. Vạn nhất Tiếu Thương Sinh giết chết Tiêu Phàm, đóng lại thiên địa lao ngục nhập khẩu, Tu La Vương truyền thừa khả năng liền rơi vào hắn trong tay. Hai người tự nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Điện chủ, nhìn thấy ba người đồng thời hướng về thiên địa lao ngục nhập khẩu đi tới, thần thiên nghiêu thần sắc đều biến vô cùng ngưng trọng lên. Tiêu Phàm nhìn thấy ba người tới gần, thần sắc như thường, chỉ cần bọn họ tiến vào thiên địa lao ngục, cũng sẽ bị thiên địa lao ngục lực lượng áp chế, hắn tự nhiên không sợ ba người. Huống hồ, Tiêu Phàm đột phá thiên thần cảnh trung kỳ đến nay, còn chưa bao giờ chân chính một trận chiến. Bây giờ cũng vừa vặn thử nghiệm một cái bản thân chiến lực. Ngươi lui sang một bên, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thần Thiên Nghiêu sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hắn đây là chuẩn bị lấy một địch ba a. Bất quá khi hắn nghĩ tới Tiêu Phàm thực lực, cuối cùng vẫn tin tưởng Tiêu Phàm, hướng về một bên thối lui. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Quanh thân kiếm khí phồng lên, lôi xé hư không, bành trướng lực lượng đang không ngừng mãnh liệt. Nơi xa cường giả đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm quanh thân kiếm khí cường thịnh, bất quá, bọn họ vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm. Tiếu Thương Sinh tại sao người, bọn họ không phải rất rõ ràng, nhưng chiến luân hồi cùng quỷ thiên cừu là ai, bọn họ đều biết rõ, đây chính là nhường bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Mà hai người này... Nhìn về phía Tiếu Thương Sinh ánh mắt tràn đầy tôn kính, bọn họ không khó tưởng tượng Tiếu Thương Sinh cường đại. Chết, Tiếu Thương Sinh gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm giết tới, dù là bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn trên người khí thế cũng không kém gì thiên thần cảnh tiền kỳ. Chẳng biết lúc nào, Tiếu Thương Sinh trong tay xuất hiện một chuôi kim sắc trường kiếm, lóe ra kiếm mang, lăng không chém một cái, thương khung đều khẽ run lên. Vô số hàn băng lợi kiếm tại hư không ngưng tụ, hướng về Tiêu Phàm bắn giết mà tới, vô cùng vô tận, đem trọn phiến hư không đều bao phủ hoàn toàn. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn cũng không dám khinh thường Tiếu Thương Sinh,
Tiếu Thương Sinh thế nhưng là thái cổ thần giới người, thực lực bất phàm không nói, hắn thủ đoạn, khẳng định không phải tiểu thế giới tu sĩ có thể so sánh. Liền tựa như thần Thiên Nghiêu, hắn bản thân tại thái cổ thần giới có lẽ tính không lên thiên tài, nhưng hắn nắm giữ thiên thần thủ đoạn, lại có thể miểu sát tiểu thế giới đồng cấp bậc tu sĩ. Mà Tiêu Phàm, vừa mới đột phá thiên thần cảnh, cũng không có tu luyện thần thông thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào hắn tự thân tu luyện lực lượng chiến đấu mà thôi. Tử vong thế giới, Tiêu Phàm cũng không có trốn tránh, mà là một kiếm quét ngang ra, làm những cái kia hàn băng kiếm khí rót vào tử vong thế giới thời khắc, trong nháy mắt bị rảo sát hầu như không còn, hóa thành một trận hàn băng phong bạo bao phủ tứ phía bát phương. Đột phá thiên thần cảnh, tử vong thế giới uy lực cũng cường đại gấp bội. Tiêu Phàm thừa cơ theo vào, tu la kiếm không ngừng rung động, chân đạp thái huyền thần du bộ trong nháy mắt xuất hiện ở Tiếu Thương Sinh trước người. Thương Sinh Tiếu, Tiếu Thương Sinh gầm thét một tiếng, trong tay trường kiếm gào thét thời khắc, một đạo mấy trăm trượng trường kiếm tức giận trong nháy mắt chém về phía Tiêu Phàm, chung quanh cũng xuất hiện vô tận kiếm khí tập trung vào Tiêu Phàm. Xa xa nhìn lại, liền tựa như vòi rồng, lôi xé hư không, một kiếm này không có ẩn chứa bất luận cái gì áo nghĩa, nhưng lại có thể phá hủy tất cả áo nghĩa. Đây cũng là thiên thần cảnh thủ đoạn, không biết so chiến thần cảnh cường đại gấp bao nhiêu lần. Tiêu Phàm không chút do dự cầm trong tay tu la kiếm trốn tránh, hai kiếm chạm vào nhau, hư không đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn tiếng hét lớn bên tai không dứt, cho người màng nhĩ rung động. Thật mạnh, dù là cách một cái tiểu thế giới, cũng để cho chúng ta tiếp nhận không được, đây chính là thiên thần cảnh lực lượng sao. Nơi xa chiến thần điện tu sĩ cảm giác tê cả da đầu. Tầng thứ này chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Tiếu Thương Sinh hai người bị vô tận kiếm khí bao khỏa, dù là thiên thần cảnh đều nhìn không thấu mảy may. Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên hai người nhìn nhau, còn người bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, hiện tại bọn hắn cũng đã tiến nhập thiên địa lao ngục, hơn nữa Tiếu Thương Sinh cũng bị Tiêu Phàm cuốn lấy, chẳng phải là hiện tại chính là chiếm lấy Tu La Vương truyền thừa cơ hội tốt nhất. Nghĩ vậy, hai người rốt cuộc không có lại chần chờ, hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa gào thét mà đi. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, hai đạo kiếm khí bỗng nhiên từ cái kia kiếm khí hải bên trong hét giận dữ mà ra, ngăn cản Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U đường đi. Hai người thân hình ngưng một cái, lại là nhìn thấy bọn họ phía trước cách đó không xa, phân biệt xuất hiện một đạo thân ảnh. Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên thấy thế, hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, chăm miệng một lời cả kinh kêu lên, Tiêu Phàm. Cũng khó trách bọn họ kinh ngạc như thế. Tiêu Phàm không phải đang cùng Tiếu Thương Sinh chiến đấu à, hắn làm sao còn có thể ngăn lại bản thân. Sau đó hai người đột nhiên hướng về Tiêu Phàm cùng Tiếu Thương Sinh vị trí chiến trường nhìn lại là nhìn thấy kiếm khí hải tiêu tán, nơi đó đồng dạng có một cái Tiêu Phàm đang cùng Tiếu Thương Sinh chiến đấu. Tiếu Thương Sinh cũng giống như phát hiện không thích hợp, dư quang hướng về Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên vị trí nhìn lại, cũng đồng dạng gặp được hai cái Tiêu Phàm. Ba cái Tiêu Phàm. Ngoại giới chiến thần điện tu sĩ trợn mắt há hốc mồm cả kinh kêu lên, không ít người không khỏi vuốt vuốt hai mắt, còn coi là chính mình nhìn bỏ ra. Thần Thiên Nghiêu cũng giống như gặp quỷ sống đồng dạng, kinh ngạc nhìn xem ba cái Tiêu Phàm. Trong đầu hắn trước tiên nghĩ đến chính là linh hồn phân thân, thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện cùng linh hồn phân thân lại có chút khác biệt. Người bình thường linh hồn phân thân, là không thể nào cùng bản tôn thực lực một dạng. Nhưng mà trước mắt ba cái Tiêu Phàm, trên người phát ra khí tức đều giống nhau như đúc. Chẳng lẽ ba cái Tiêu Phàm đều có thể thi triển ra đồng dạng thực lực? Linh hồn phân thân, ngươi cho rằng dựa vào mấy cỗ linh hồn phân thân liền có thể làm gì chúng ta ba người sao? Dạ Cửu U khinh thường nói. Hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả, cho dù bị áp chế, thực lực cũng xa không phải chiến thần cảnh có thể so sánh, tại thần cấm trong lĩnh vực. Hắn cũng tự tin có thể chém giết thiên thần cảnh tiền kỳ. Mà Tiêu Phàm lại làm cho hai cái linh hồn phân thân đối phó bọn hắn, đây quả thực là đối bọn họ vũ nhục. Ở chỗ này, đối phó ba người các ngươi người, đầy đủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Hắn bây giờ linh hồn phân thân cũng đồng dạng đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ, thực lực và thủ đoạn cùng bản thể cơ hồ giống nhau như đúc. Giết một cái cũng là giết, giết ba cái cũng đồng dạng là giết. Thoại âm rơi xuống,
Tiêu Phàm đột nhiên lại đánh ra từng đạo thủ quyết, nơi xa thiên địa lao ngục nhập khẩu bỗng nhiên biến mất. Một màn này, nhường Tiếu Thương Sinh ba người giật mình, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ như thế nào còn không minh bạch, Tiêu Phàm làm nhiều như vậy, chỉ là vì đem bọn họ lừa gạt vào thiên địa lao ngục mà thôi. Tốt một cái Tu La Điện Chủ, lại đem chúng ta ba người đùa nghịch xoay quanh. Dạ Cửu Thiên thần sắc cũng biến thành băng lãnh cùng khó nhìn lên. Giờ phút này, hắn thể nội có một loại lực lượng quỷ dị, đang tại chậm rãi từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ, ma diệt hắn lực lượng. Đã từng hắn cũng từng tiến vào thiên địa lao ngục, kém chút bởi vì loại lực lượng này mà chết, người khác không biết, nhưng Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U lại rõ ràng, đây là năm đó thần vô tận đối bọn họ hạ chớ chú. Hai người thân làm mộ nô, tiến vào thiên địa lao ngục, cũng đã tương đương với tùy tiện xâm nhập, chớ chú lực lượng cũng đã tác dụng ở tại hai người trên người. Chiếu loại này xu thế, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, hai người tu vi liền sẽ ngã xuống, cái này đối bọn họ tới nói thế nhưng là trọng đại đả kích. Dạ Cửu U cùng Tiếu Thương Sinh cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, hiểu trong đó duyên cớ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Lúc này, Dạ Cửu Thiên âm lãnh nói ra, đầu tiên là giết ta phân thân, diệt Dạ Cửu U thần thể, đoán chừng chọc giận chúng ta, dẫn chúng ta trước đi thần vực, đem Tiếu Thương Sinh bước đi ra, sau đó dùng ngôn ngữ khiêu khích chúng ta, để cho chúng ta giận dữ phía dưới xâm nhập thiên địa lao ngục, người cái này từng bước một tính toán thật đúng là sâu a. Bất quá, Dạ Cửu Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, lấy chúng ta lực lượng, muốn rời đi giới này, người cũng không ngăn cản được a. Ngăn cản, ngươi nghĩ nhiều, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta hay sao? Dạ Cửu U mười phần khinh thường nói. Thiên địa lao ngục cố nhiên có thể áp chế thiên thần cảnh thực lực, nhưng bọn họ muốn rời đi, thực sự không khó, có thể trực tiếp từ giới này phi thăng thái cổ thần giới. Bằng vào ta hiện tại thực lực, muốn giết chết các ngươi, xác thực không dễ dàng, bất quá, không thử một chút người nào biết rõ đâu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, người nào cũng không biết hắn trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Không thử một chút người nào biết rõ đâu. Tiêu Phàm bình thản lời nói quanh quẩn tại hư không, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn xác thực không nói dối, lấy hắn lực lượng muốn giết chết Dạ Cửu Thiên ba người, cơ hồ là không thể nào. Thậm chí tăng thêm thần thiên nghiêu, cũng khó có thể làm được. Dù sao, thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, là khả năng phá vỡ giới này rời đi, bọn họ muốn đi, tùy thời đều có thể. Nhưng tương tự giống như Tiêu Phàm nói, không thử một chút người nào lại biết rõ đây này, vạn nhất nếu là có thể giết chết một hai cái đâu. Nơi xa, Tiếu Thương Sinh ba người nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng tiếu dung, thần sắc biến càng ngày càng lạnh lùng lên. Tiếu Thương Sinh, Dạ Cửu U, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì, trước hết giết hắn lại nói, Tu La Vương truyền thừa đến lúc đó mỗi người dựa vào bản sự. Dạ Cửu U giận tím mặt nói. Liên tiếp bị Tiêu Phàm trêu đùa, hắn trong lòng lửa giận rốt cuộc nhịn không nổi, hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Cũng tốt, Dạ Cửu Thiên nhẹ gật đầu. Tiếu Thương Sinh không có nói chuyện, trong tay trường kiếm lại là đưa cho tốt nhất đáp lại, một kiếm nổi giận chém mà ra. Không giết chết Tiêu Phàm, bọn họ mãi mãi cũng không cách nào lấy được Tu La Vương truyền thừa, về phần đừng, sau này hãy nói. Giết, Dạ Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà ra, một trận hắc sắc phong bạo cuồng quyền Tiêu Phàm mà đi. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, ba cái hắn đồng thời duỗi ra một cái ngón tay, một cái hắc sắc vòng xoáy từ hắn đầu ngón tay nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy trăm dặm xung quanh. Đột phá thiên thần cảnh, Tiêu Phàm thần thông lực lượng cũng đồng dạng cường đại gấp bội, khủng bố khí tức bộc phát ra, như bẻ cành khô, ầm vang không ngừng bên tai. Vòng xoáy bên trong, đáng sợ lực lượng không ngừng ma diệt lấy tam đại thiên thần cảnh đỉnh phong nhục thân cùng linh hồn, ba người ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Giống, Dạ Cửu U gầm thét, hắn thanh âm dường như sấm sét cuồn cuộn, chấn hư không rung động không thôi. Đồng thời, Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh hai người trên người khí thế cũng nhanh chóng kéo lên, cũng ở nơi này trong nháy mắt, hư không oanh một tiếng nổ vang, cỗ kia áp chế bọn họ lực lượng trong nháy mắt biến mất. Đây không phải thiên địa lao ngục, Dạ Cửu Thiên lông mày hơi nhíu, hắn đột nhiên bản thân lại có thể thi triển ra toàn bộ thực lực. Đồng thời,
bốn phía cảnh sắc biến hóa, cỗ kia cổ phát tang thương khí tức biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một mảnh hỗn độn cùng mông lung. Nơi này không phải thiên địa lao ngục, thần Thiên Nghiêu cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn đối thiên địa lao ngục khí tức quá quen thuộc, hiện tại bọn hắn vị trí địa phương, hẳn là một mảnh khác thế giới. Thế nhưng là, vừa mới cái kia khí tức, rõ ràng là thiên địa lao ngục a, nghĩ vậy, thần Thiên Nghiêu mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phàm. Không nghĩ tới ngay cả ngươi đều lừa gạt, nhìn đến ta cũng đã thành công một nửa. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cho thần Thiên Nghiêu truyền âm nói, nơi này là một cái khác chỗ không gian bí cảnh, chỉ là tạm thời vây khốn bọn họ mà thôi. Thiên Mộ Thần Hoa mở ra sắp đến, nếu như có thể vây khốn bọn họ, cái kia điện chủ lấy được Thiên Mộ Thần Hoa cơ hội nhưng lớn lắm rất nhiều, điện chủ một chiêu này cao. Thần Thiên Nghiêu ánh mắt hơi hơi sáng lên, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thiên Mộ Thần Hoa thế nhưng là có thể làm cho người đột phá đến thần vương cảnh đồ vật a, nếu như đem những người này vây khốn, Tiêu Phàm 89 phần 10 có thể lấy được Thiên Mộ Thần Hoa. Tiêu Phàm lấy được Thiên Mộ Thần Hoa, tương lai tất nhiên có thể đột phá đến thần vương cảnh, dù là đối mặt Tu La đế tộc, cũng không cần e ngại. Ngươi cảm thấy ta thực sự có thể vây khốn bọn họ sao? Tiêu Phàm truyền âm nói, trong lòng lại là 10 phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ không phải sao? Thần Thiên Nghiêu sững sờ, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ hoa nhiều như vậy tâm tư đem Tiếu Thương Sinh bọn họ ba người dẫn vào nơi này, không phải vì Thiên Mộ Thần Hoa, chẳng lẽ vẫn là vì chơi vui sao? Thời gian không nhiều lắm, Thái Cổ Thần Giới người rất nhanh liền sẽ đi tới giới này, nhất định phải lập tức nhường Thiên Mộ Thần Hoa nở rộ, thiên thần cảnh lực lượng, là Thiên Mộ Thần Hoa tốt nhất chất dinh dưỡng một trong. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, Thiên Mộ Thần Hoa vốn là chiến hồn đại lục đồ vật, tự nhiên không thể rơi vào ngoại giới nhân thủ bên trong. Thiên Mộ Thần Hoa tầng thứ này thiên tài địa bảo, cho dù là tại Thái Cổ Thần Giới, cũng là chân bảo hiếm thế tồn tại, Tiêu Phàm không động tâm cái kia là không thể nào. Có thể lần trước hắn độ kiếp vạch tìm tòi tinh không cổ lộ, Thái Cổ Thần Giới người rất nhanh liền sẽ xuất hiện, Tiêu Phàm hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Giết chết Dạ Cửu Thiên bọn họ, cũng không phải là Tiêu Phàm cuối cùng mục tiêu. Hắn luôn cảm giác chiến hồn đại lục không đơn giản, nơi này không chỉ có được thần vô tận truyền thừa, còn có một cái rất lớn bí mật. Về phần là bí mật gì, Tiêu Phàm liền không rõ ràng. Bất quá hắn đối bản thân linh cảm vẫn luôn 10 phần tự tin, có lẽ là bởi vì hắn hiện tại thực lực không đủ, còn không có tư cách biết mà thôi. Khác không nói, chính là Lâu Ngạo Thiên tồn tại, cũng đủ để chứng minh chiến hồn đại lục quỷ dị. Thế nhưng là, dù là điện chủ cố ý kích nộ bọn họ, nhưng bọn họ toàn lực xuất thủ, có thể muốn Thiên Mộ Thần Hoa nở rộ, những cái này thiên thần cảnh lực lượng còn xa xa không đủ a, hơn nữa về thời gian cũng không kịp. Thần Thiên Nghiêu lo lắng nói, nếu như Thiên Mộ Thần Hoa chỉ cần thiên thần cảnh lực lượng liền có thể nở rộ, cái kia hoàn toàn có thể mấy cái thiên thần cảnh cường giả đồng thời dùng thần lực tưới nước. Như Tiếu Thương Sinh, hắn thuộc hạ còn có Quỷ Thiên Cửu cùng Chiến Luân Hồi hai đại thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, bọn họ bản thân liền có thể cho Thiên Mộ Thần Hoa nở rộ. Vẫn là câu nói kia, không thử một chút làm sao biết rõ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Có thể nơi này không phải thiên địa lao ngục, không có khả năng chịu được tam đại thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh công kích a, 89 phần 10 sẽ hủy diệt cái này không gian bí cảnh. Thần Thiên Nghiêu vẫn như cũ lo lắng vô cùng. Thiên thần cảnh thực lực, thế nhưng là có thể hủy thiên diệt địa, như thế nào một cái không gian bí cảnh có thể chịu được? Trước thử một lần lại nói, Tiêu Phàm lắc đầu, cũng không có làm nhiều giải thích. Nơi này xác thực không phải thiên địa lao ngục, mà là hắn tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Phàm dùng bản thân huyết mạch chi lực, bố trí một cái thần cấm lĩnh vực mà thôi. Loại lực lượng này, căn bản khốn không được bọn họ bao lâu, hơn nữa, bọn họ lực bộc phát lượng. Tiêu Phàm đều sẽ đưa vào chiến hồn đại lục, để dùng cho Thiên Mộ Thần Hoa cung cấp chất dinh dưỡng. Hắn muốn làm, chính là cố ý kích nộ Tiếu Thương Sinh bọn họ ba người, nhưng bọn họ bộc phát toàn bộ thực lực mà thôi. Coi như không thể để cho Thiên Mộ Thần Hoa nở rộ, hắn cũng phải liều mạng, tận lực đuổi tại Thái Cổ Thần Giới người đến phía trước, thu hoạch Thiên Mộ Thần Hoa. Về phần Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U hai người thể nội sinh cơ biến mất cùng lực lượng ma diệt. Chỉ là Tiêu Phàm điều động huyết mạch chi lực duyên cớ.
Bọn họ hai người thể nội đều nắm giữ tu la huyết mạch, Tiêu Phàm huyết mạch lực lượng áp chế bọn họ, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Hai người giao lưu rất nhanh, Dạ Cửu U cùng Tiếu Thương Sinh cũng lấy lại tinh thần đến, cẩn thận cảm thụ được bốn phía khí tức, Tiếu Thương Sinh ngưng tiếng nói, xác thực không phải thiên địa lao ngục, chỉ là một mảnh không gian bí cảnh mà thôi. Nghe nói như thế, Dạ Cửu U tức khắc ngông cuồng cười ha hả, nhìn xem Tiêu Phàm giễu cợt nói, dùng một cái không gian bí cảnh liền nghĩ áp chế tam đại thiên thần cảnh đỉnh phong, tiểu tử, ngươi thật đúng là không phải bình thường tự đại cùng ngu xuẩn. Cũng khó trách hắn như thế khinh thường, lấy hắn thực lực, đồng dạng không gian bí cảnh, hắn một quyền liền có thể phá toái một cái. Hừ, so tài xem hư thực, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, trong lòng lại là hơi hơi mừng thầm, âm thầm trầm ngâm nói, hiện tại nên tính là triệt để chọc giận bọn họ a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, thần Thiên Nghiêu, người có muốn hay không báo thù, giết Tiếu Thương Sinh? Muốn, thần Thiên Nghiêu cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, nhẹ gật đầu nói. Tiếu Thương Sinh đánh lén hắn, nhưng hắn ngã rơi xuống thiên thần cảnh đỉnh phong, thù này, thần Thiên Nghiêu thế nhưng là khác trong tâm khảm, thế nhưng là hắn không biết Tiêu Phàm nơi nào đến tự tin, nhường bản thân đi giết Tiếu Thương Sinh. Muốn giết chúng ta? Dạ Cửu U khinh thường, cười giận dữ nói. Tiêu Phàm không có để ý tới Dạ Cửu U ba người, mà là nhìn về phía thần Thiên Nghiêu nói, đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, ba đạo lưu quang đột nhiên bắn ra, hướng về thần Thiên Nghiêu ngực kích xạ mà đi. Không nên phản kháng, thần Thiên Nghiêu đầu tiên là giật mình, vừa mới chuẩn bị trốn tránh, liền bị Tiêu Phàm gọi lại. Thần Thiên Nghiêu nghe vậy, không khỏi nhíu mày, bất quá hắn vẫn không dám tùy tiện vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, chỉ cần Tiêu Phàm không phải nhường hắn đi chịu chết, hắn liền sẽ không vi phạm. Hiện tại hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, đối Tiêu Phàm dù sao cũng hơi tác dụng, hắn hẳn là sẽ không đối phó chính mình mới đúng, nghĩ vậy, thần Thiên Nghiêu khẽ cắn môi đứng tại chỗ. Phốc phốc phốc, ba cây kim châm trong nháy mắt chui vào thần Thiên Nghiêu thể nội, ngay sau đó, thần Thiên Nghiêu trên người bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Cảm thụ được tự thân lực lượng, thần Thiên Nghiêu trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc nói thiên thần cảnh đỉnh phong. Cũng khó trách thần Thiên Nghiêu như thế kinh hãi, hắn rơi xuống thiên thần cảnh đỉnh phong sau đó, nghĩ hết tất cả phương pháp, đều không cách nào làm cho bản thân khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm nhìn thấy quỷ thiên cửu biến sắc, Chiến Luân Hồi cũng ý thức được có chút không thích hợp, sắc mặt nghiêm túc nói, quỷ thiên cửu, đến cùng cái gì là cửu thiên thần quang trận. Quỷ thiên cửu cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, hít sâu một cái nói, lấy một giới làm trận cơ, rút ra một giới chi lực để bản thân sử dụng. Lấy một giới bày trận, có ai như vậy đại thủ bút? Chiến Luân Hồi nghe vậy, sắc mặt cuồng rút, kinh hãi nói, sau đó hắn sầm mặt lại, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khó coi nói. Là Bắc Thần gia tộc, nhất định là bọn họ trở về báo thù. Quỷ Thiên Cửu thần sắc lạnh lùng nhìn xem Chiến Luân Hồi nói, ta nói qua, Bắc Thần gia tộc không thể loạn động, ngươi ngược lại tốt, vậy mà muốn hủy diệt Bắc Thần gia tộc, ngươi nếu là thật diệt Bắc Thần gia tộc ngược lại cũng không sao cả, có thể nhưng ngươi nhường Bắc Thần gia tộc trốn ra giới này. Chiến Luân Hồi mí mắt một trận cuồng loạn, lại là bất lực phản bác. Trăm năm phía trước, hắn tìm được Bắc Thần gia tộc vị trí không gian bí cảnh. Vì phòng ngừa Bắc Thần gia tộc làm loạn, Chiến Luân Hồi khư khư cố chấp, một tay hủy diệt Bắc Thần gia tộc. Bắc Thần gia tộc thân làm thần bí nhất cổ tộc, mà lại còn cực kỳ am hiểu bố trí trận pháp, như thế nào dễ dàng như vậy hủy diệt. Tại Chiến Luân Hồi công kích đến, Bắc Thần gia tộc cố nhiên tử vong thảm trọng, nhưng cũng không có triệt để hủy diệt, người sống mượn nhờ trận pháp rời đi Chiến Hồn Đại Lục. Nguyên bản Chiến Vòng coi là đem Bắc Thần gia tộc đuổi ra khỏi Chiến Hồn Đại Lục, cũng sẽ không hư bọn họ đại sự. Nhưng hắn không nghĩ tới, Bắc Thần gia tộc rốt cuộc lại đã trở về, mà lại còn lấy một giới làm trận cơ, bố trí đáng sợ như thế trận pháp. Trận pháp một đạo, cực kỳ huyền diệu, Chiến Luân Hồi thực lực tuy mạnh, nhưng muốn giết chết đồng giai trận pháp sư, có thể không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại làm sao bây giờ? Thật lâu, Chiến Luân Hồi lần nữa mở miệng nói. Nếu là hỏng Tiếu Thương Sinh sự tình, hắn Chiến Luân Hồi kết cục sẽ không tốt đi nơi nào, hiện tại chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác đến bổ cứu. Quỷ Thiên Cửu lắc đầu, nói trận pháp cũng đã mở ra,
phong ấn một giới chi lực, bằng vào chúng ta thực lực, là không thể nào phá hư. Hơn nữa, trận này rút ra một giới chi lực thúc thiên mộ thần hoa, chúng ta lực lượng đều sẽ chậm rãi sói mòn, đến lúc đó, chỉ có thể trở thành mặc người chém giết cừu non. Chẳng lẽ thật hay không biện pháp? Chiến luân hồi sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Biện pháp là có, trừ phi, quỷ thiên cừu híp híp hai mắt, ngừng một chút nói. Biện pháp gì, cửu thiên thần quang trận phải có 9 đầu cột sáng, bây giờ chỉ có 8 đầu, một cái khác đầu là Tiếu Thương Sinh bọn họ thần lực tạm thời đang chống đỡ, hiện tại còn chưa thành hình, chỉ cần triệt hồi bọn họ lực lượng, có lẽ có khả năng hủy đi trận này. Quỷ thiên cừu nói, vậy còn không được liên hệ Tiếu Thương Sinh, chiến luân hồi sốt ruột vô cùng. Liên hệ hắn, sau đó lại để cho chúng ta làm bia đỡ đạn sao? Quỷ thiên cừu híp híp hai mắt, thần sắc bất phi sở động. Chiến luân hồi sững sờ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đúng vậy a, coi như hủy diệt rồi trận này lại như thế nào? Hắn và quỷ thiên cừu đều bị Tiếu Thương Sinh khống chế, nếu như liên hệ Tiếu Thương Sinh khẳng định vẫn là sẽ lợi dụng bọn họ. Tiêu Phàm thực lực bọn họ thế nhưng là kiến thức qua, có thể cùng Tiếu Thương Sinh một trận chiến, Tiêu Phàm muốn giết bọn hắn, có thể cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Chờ xem, có người nghĩ thúc thiên mộ thần hoa, vậy liền để hắn thúc, cái này có lẽ là người ta một cái cơ hội. Quỷ thiên cừu hít sâu một cái, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu, ta mục tiêu, chỉ là tránh thoát Tiếu Thương Sinh khống chế mà thôi, coi như tước đoạt cái này một thân tu vi lại như thế nào. Chuyện gì xảy ra, ta lực lượng làm sao tại biến mất. Ta cũng vậy, ta hồn lực đang không ngừng sói mòn. Lúc này, bốn phía truyền đến từng đợt hoang mang thanh âm, chiến thần điện tu sĩ chỉ cảm giác thể nội lực lượng đang bị người rút ra đồng dạng, thân thể có chút như nhũn ra, tựa như đứng không vững một dạng. Đường đường chiến thần cảnh cường giả, vậy mà đứng không vững. Nói ra người khác không tin, nhưng giờ phút này lại là chân thực phát sinh. Đám người lờ mờ có thể nhìn thấy, một chút điểm sáng màu trắng từ bọn họ trên người hiển hiện, nhanh chóng hướng về chân trời hội tụ mà đi. Hư không bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít bạch sắc tơ mỏng, giống như rễ cây đồng dạng, đem cái kia bạch sắc quang đoàn hút vào trong đó, hướng về thiên mộ thần hoa hội tụ mà đi. Dạng này sự tình, không chỉ phát sinh ở chiến thần điện tu sĩ phía trên, cũng tương tự phát sinh ở thần vực tu sĩ phía trên, thậm chí cái khác bát vực đều không có may mắn thoát khỏi. Duy nhất có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có cửu vực chung quanh hải vực. Mà giờ phút này, Đông Hải phía trên, 8 chiếc thần châu đang nhanh chóng ghé qua, cực tốc hướng về đông phương lao đi. Đại nhân, Tu La Điện thần châu ngay tại 800 bên trong có hơn. Trong đó một chiếc thần châu bên trên truyền đến một đạo thanh âm, chỉ thấy một cái tướng sĩ cung kính quỳ một chân cả người khoác hoàng kim chiến giáp tu sĩ trước người. Hoàng kim chiến giáp tu sĩ tên là Chiến Thiên Thánh, chính là bán bộ thiên thần cảnh cường giả, sở dĩ đi tới nơi này, chính là chiếm được chiến luân hồi mệnh lệnh, tới đây hủy diệt Tu La Điện. Tốc độ cao nhất chạy đi, điện chủ ngăn chặn Tiêu Phàm bọn họ, chúng ta cần phải lấy tốc độ nhanh nhất diệt Tu La Điện. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ đắc tội ta chiến thần điện hạ chàng. Chiến Thiên Thánh chỉ cao khí dương nói. Tựa như hủy diệt Tu La Điện, chỉ là lật tay ở giữa, lại cực kỳ đơn giản sự tình mà thôi. Là, đại nhân, không có Tiêu Phàm tại, hiện tại Tu La Điện chỉ bất quá là một đám người ô hợp mà thôi, chúng ta chiến thần cảnh đỉnh phong đều có 20, diệt sát bọn họ hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, huống chi còn có đại nhân ngài cái này bán bộ thiên thần cảnh tọa trấn đâu. Cái kia tướng sĩ nhếch miệng cười nói, không quên vỗ một cái mông ngựa. Ha ha, chỉ cần diệt Tu La Điện, mọi người công lao, bản tọa chắc chắn từng cái báo cáo, hướng điện chủ lĩnh công. Chiến Thiên Thánh thần sắc kích động nói. Tại hắn nhìn đến, chiến luân hồi nhường hắn đến hủy diệt Tu La Điện, hoàn toàn là đem công lao này đưa cho hắn mà thôi. Cái kia chúng ta liền nhiều tạ ơn đại nhân, những người khác nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Một nhóm ngu dốt, lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, cùng nơi này bầu không khí là như vậy không được cân đối. Người nào, dám nhục mạ chúng ta, lăn đi ra nhận lấy cái chết. Biết rõ chúng ta là ai sao? Đám người tiếng cười két két mà dừng, chiếm lấy là vô tận phẫn nộ, bọn họ thế nhưng là chiến thần điện tu sĩ, chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đều nhiều đến hơn 20 người,
cho dù là thiên thần cảnh, cũng có thể ngạnh kháng một hai. Một nhóm người chết mà thôi. Đạo kia thanh âm lại tiếp tục vang lên, ngay sau đó, mấy đạo lưu quang tại đám người trong đôi mắt gào thét mà qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thình thịch, mấy tiếng nổ vang truyền ra, tùy theo truyền tới là từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, tám chiếc thần châu toàn bộ đều nổ tung, vô số tu sĩ chết thảm. Quỷ dị là, có vô số cỗ thi thể đột nhiên rơi xuống hư không, tựa như đã mất đi linh hồn một dạng. Bọn họ mệnh cách cùng linh hồn không có. Có người kinh kêu ra tiếng, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại là mấy đạo lưu quang lấp lóe từ chiến thần điện tu sĩ trên người đảo qua, từng đạo huyết sắc quang mang trôi nổi mà lên. Giờ khắc này, chiến thần điện tu sĩ rốt cục thấy rõ cái kia lưu quang là vật gì, đó là tám đầu huyết sắc xúc tu, lại lộ ra giống như lưỡi đao đồng dạng sắc bén chi khí. Là chọc mệnh thiên vĩ, chạy mau. Chiến thiên thánh kêu một tiếng sợ hãi, không chút do dự hướng về chân trời chạy trốn. Đại nhân, chiến thần điện tu sĩ thấy thế, thiếu chút nữa thì khóc đi ra, vừa mới ngươi không phải lời thề son sắt nói muốn hủy diệt Tu La Điện sao? Ngươi nha, hiện tại chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Ngươi thế nhưng là bán bộ thiên thần cảnh a. Những người khác lấy lại tinh thần, nơi nào còn dám lưu ở chỗ này, nhao nhao hướng về chân trời lao đi. Cũng không dám lại có bất cứ chút do dự nào. Nếu đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Lúc này, chân trời lại truyền tới một đạo thanh âm, lần lượt từng bóng người thoáng hiện, từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà tới, đem chiến thần điện tu sĩ toàn bộ đều vây quanh ở trung ương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 102.